Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 221, xin nương tay. Xoạt, nghe thấy vậy, cuối cùng Lý Sóc cũng bắt đầu hơi hoảng hốt. Vì lúc nói câu này, vẻ mặt của tiêu chính văn không hề giống đang đùa. Lý Sóc nuốt nước bọt, chán toát cả mồ hôi lạnh. Sau đó hắn nâng cao giọng để lấy can đảm, nói, mẹ kiếp. Mày còn dám giết người ở cục giám sát chất lượng à? tao chính là trưởng phòng cục giám sát chất lượng đấy. Em vợ của tao là cục trưởng cục giám sát chất lượng. Nếu mày dám làm bậy ở đây thì mày chắc chắn sẽ bị bắt vào tù, đến lúc đó vợ con mày sẽ trở thành cô nhi quá phụ. Nhà họ Khương cũng sẽ vì hành vi của mày mà bị ruồng bỏ ở tu hà. Ồ, vậy à, trưởng phòng lý, đến giờ mà anh vẫn ngây thơ cho rằng tôi không dám giết anh sao? Tiêu chính văn lạnh lùng nói, anh bước lên vài bước, Lý Sóc hoảng sợ lùi lại, lùi đến cạnh cửa sổ đằng sau thì không còn đường nào để lùi nữa. "Mày, mày đừng qua đây, mày mà qua là tao nhảy xuống đấy, tao hô lên giết người đấy." Lý Sóc hoảng hốt, "Lẽ nào Tiêu Chính Văn là kẻ đần độn sao? Anh ta thật sự dám giết mình à?" "Ha ha, trưởng phòng Lý, tôi khuyên anh nhìn xuống dưới rồi quyết định có muốn nhảy hay không." Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hai tay anh chắp ra sau lưng. Phong Thái rất tự tin và bình tĩnh. Nghe vậy, Lý Sóc hoảng hốt và do dự, quay đầu lại nhìn xuống dưới. Ngay tức khắc hắn khiếp sợ mềm nhũn cả chân, ngồi bệt xuống đất. Trời ạ! À, lúc này bên dưới có bốn chiếc xe quân sự, binh lính bên dưới mặc quân phục màu xanh lá đều mang súng thật đạn thật, động tác rất đồng đều nhảy từ trên xe xuống bao vây lấy cả tòa nhà cục giám sát chất lượng. Lúc này. Họng súng của các binh lính đều đồng loạt nhắm vào cửa sổ của văn phòng Lý Sóc. Nhậm Lương đứng đầu trước 100 binh lính, chỉnh lại mũ của mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lúc này cả cục giám sát chất lượng đang hỗn loạn. Tất cả nhân viên đều bị các binh lính trang bị vũ trang đuổi ra khỏi tòa nhà. Khương Vi Nhan và ba nhân viên dĩ nhiên cũng bị mời ra ngoài. Từ xa cô đã nhìn thấy một đám binh lính có đạn thật. Lúc nhìn thấy người dẫn đầu là Nhậm Lương, cô cũng hoảng sợ sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ ở văn phòng lý sóc lẽ nào mấy binh lính này có liên quan tới tiêu chính văn giám đốc khương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao tự dưng lại có nhiều binh lính vậy phải đó sẽ không có nhầm lẫn gì đó chứ anh tiêu còn ở bên trong hừ không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là lý sóc làm loạn chúng ta đưa lô vật liệu của nhà máy quân sự đến đây mà Lý Sóc còn dám nhắm vào chúng ta, chắc đã chọc giận nhà máy quân sự rồi nên họ mới cố ý cử người đến xử lý. Nghe ba nhân viên bàn tán, Khương Vi Nhan cũng nắm tay bàn tay, lo lắng nhìn về phía cửa sổ trên tầng đó. Tiêu chính văn, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Lúc này, trong văn phòng, trưởng phòng Lý, bây giờ anh còn muốn nhảy nữa không? Tiêu chính văn từ trên cao nhìn xuống hỏi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt chân lý sóc đã mềm nhũn hắn thở hổn hển hoảng sợ nhìn tiêu chính văn hỏi rốt rốt cuộc mày là ai tại sao bỗng dưng lại có nhiều binh lính như vậy tiêu chính văn mỉm cười thản nhiên nói trưởng phòng lý bản thân anh đã làm gì lẽ nào anh quên rồi sao lần thứ hai vợ tôi đến có đưa theo lô vật liệu của nhà máy quân sự gửi đến một câu nói đã khiến trái tim chịu đả kích của lý sóc bỗng chốc tan vỡ nhà nhà máy quân sự anh ta vậy mà lấy được lô vật liệu từ nhà máy quân sự sao có thể chứ anh ta chẳng phải là con chó hoang nhà họ tiêu năm năm trước sao chẳng phải vào ở rể nhà họ khương thôi sao lấy đâu ra quan hệ này vậy nhưng lúc này cửa văn phòng mở ra nhậm lương trong bộ quân phục đeo súng ngang lưng đi đôi giày chiến bước nhanh vào đứng đằng sau tiêu chính văn cung kính nói anh tiêu tôi đã sắp xếp theo lời dặn dò của anh một trăm binh lính đã bao vây cục giám sát chất lượng, chờ lệnh của anh bất cứ lúc nào. Tiêu chính văn thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ, khóe miệng cong lên nói, 21 phút, xem ra cục trưởng tôn không đến kịp rồi. Vậy trưởng phòng lý, tiếp theo chúng ta nên giải quyết dứt điểm đi. Vừa dứt lời, người tiêu chính văn tỏa ra sát khí cuồng nộ, quét sạch toàn bộ tòa nhà cục giám sát chất lượng. Ngay cả 100 binh lính bên dưới, ba nhân viên và khương vi nhan bị đuổi ra khỏi tòa nhà cũng đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh giá khí thế thật đáng sợ là tiêu chính văn sao ánh mắt khương vi nhan hiện lên vẻ lo lắng cô vội vã đi vào trong nhưng lại bị một binh lính ngăn lại nói tiểu thư cô không thể vào trong chúng tôi đang chấp hành công vụ khương vi nhan sốt ruột hét lên chồng tôi đang ở trong đấy anh ấy còn ở bên trong nghe vậy binh lính đó cau mày nói tiểu thư cô chắc chứ bên trong ngoại trừ trung úy nhậm một trưởng quan khác và nhân viên có liên quan thì không còn ai khác cả mời cô phối hợp với công tác của chúng tôi cứ yên tâm đợi ở đây khương vi nhan sửng sốt một vị trưởng quan khác cô ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tiêu chính văn anh là vị trưởng quan khác đó sao lúc này thấy tiêu chính văn đi về phía mình lý sắc hoảng loạn hết đường lui bò dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng bụp, tiêu chính văn đá thẳng vào ngực lý sóc, khiến hắn văng ra ngoài đập mạnh vào cái bàn làm việc đằng sau. Cái bàn làm việc được làm từ gỗ hoa lê nặng mấy chục kg dịch chuyển khoảng hơn một mét. Lý sóc cũng phun ra một ngụm máu, mềm oặt nằm trên đất tre ngược lại. A a a, giết người, giết người, lý sóc hét lớn lên. Nhưng dây tiếp theo tiêu chính văn đã rút khẩu súng từ bên thắt lưng nhậm lương ra lạnh lùng đặt ngay đầu lý sóc nói trưởng phòng lý anh còn nhớ những lời anh mắng chửi vợ tôi không lúc này lý sóc run lẩy bẩy bị khẩu súng đặt ngay đỉnh đầu làm hắn sợ tè trong quần quỳ xuống cầu xin tha tiêu chính văn tha mạng tha mạng cho tôi tôi sai rồi miệng tôi thối tôi không nên nói mấy lời đó tôi đáng chết tôi đáng chết lúc quỳ xuống xin tha lý sóc vẫn không quên tát mình mấy cái đã lúc này rồi thể diện gì đó không còn quan trọng nữa mạng quan trọng hơn đã muộn rồi kẻ xúc phạm vợ tôi đều phải chết tiêu chính văn lạnh lùng nói anh định bóp cò nhưng lúc này một bóng dáng vội vã chạy đến từ đằng xa khoan khoan đã nương tay nương tay tôn cường vội vàng hấp tấp cuối cùng cũng đến kịp lúc này hắn thở hổn hển xông vào văn phòng Lúc thấy cảnh tượng này, hắn cũng run rẩy không thôi, vội nói, anh Tiêu, xin nương tay. Tôi, tôi là Tôn Cường, Cục trưởng Cục Giám sát chất lượng, có chuyện gì anh có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết cho anh, chỉ xin anh Tiêu bỏ qua cho Lý Sóc. chương 222, rốt cuộc mày là ai? Tôn Cường chạy vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức chán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa đã nổ súng rồi lúc này lý sóc quỳ dưới đất cả người máu me be bét nhìn thấy tôn cường chạy đến vội vàng la lên cục trưởng tôn cục trưởng tôn cứu tôi xin cứu tôi tôi là anh vợ của cậu cậu không thể thấy chết mà không cứu được thật ra lý sóc trẻ hơn tôn cường bởi vì chị gái hắn thích người trẻ như lý sóc hiện giờ tôn cường rất hận lý sóc nếu không phải do chị của hắn thì tôn cường tuyệt đối sẽ không để loại người cặn bã như lý sóc vào cuộc giám sát chất lượng. tôn cường biết rõ lý sóc là người như thế nào. đáng tiếc chị hắn bị những lời ngon tiếng ngọt của lý sóc dỗ dành, mỗi lần xảy ra chuyện đều chạy về chỗ hắn khóc lóc làm ẩm ý. bây giờ thì hay rồi, chiêu chọc phải nhân vật lớn mà không ai có thể chọc vào được. tôn cường đi đến với vẻ mặt giận dữ, giơ tay tát vào mặt lý cường khiến hắn bị đánh gãy vài cái răng miệng đầy máu tôn cường trách mắng lý sóc anh đúng là muốn làm phản rồi anh có biết người hôm nay anh đắc tội là ai không lúc đầu tôi thật sự không nên cho anh vào đây làm việc anh nói xem những năm nay tôi theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho anh anh thì gây thêm cho tôi bao nhiêu là rắc rối tôi hận không thể giết chết anh ngay lập tức lý sóc quỳ dưới đất cả người run rẩy khúm núm nói em vợ nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là anh rể của cậu, cậu nhất định phải cứu tôi. Tôn Cường bực bội, nhấc chân đá văng lý sóc, sau đó quay người, vẻ mặt tươi cười cung kính, cúi đầu khom lưng nói với Tiêu Chính Văn, anh là anh Tiêu sao? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tôn Cường, đáp cục trưởng Tôn, anh đến muộn rồi. Bây giờ trong lòng Tôn Cường cũng sợ hãi, không nhìn thấy Trung úy đứng sau lưng Tiêu Chính Văn sao? Thật xin lỗi anh Tiêu, trên đường bị kẹt xe, tôi đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để lái xe đến đây rồi. Anh Tiêu, nghe nói lô vật liệu mà vợ anh đưa đến đều chưa đạt chuẩn. Anh yên tâm, bây giờ tôi sẽ sắp xếp, bảo đảm đạt tiêu chuẩn. Tôn Cường trả lời. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng cười đáp, Cục trưởng Tôn, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Trưởng Phòng Lý đã đưa ra kết luận lô vật liệu không đạt tiêu chuẩn, anh ta nói, lời nói của anh ta trong cuộc giám sát chất lượng mới được tính anh ta muốn cho doanh nghiệp nào đạt chuẩn thì doanh nghiệp đó đạt chuẩn anh ta muốn cho doanh nghiệp nào không đạt chuẩn thì không đạt chuẩn thậm chí trưởng phòng lý còn nói ngay cả cục trưởng của cục giám sát chất lượng cũng phải nghe lời anh ta có chuyện này sao cục trưởng tôn tôn cường nghe vậy liền nổi giận đùng đùng lý sóc quỳ dưới đất vội hô to em vợ tôi là tôi nhất thời hồ đồ nói lời không nên nói câm miệng đừng gọi tôi là em vợ ở đây là cục giám sát chất lượng, gọi tôi là cục trưởng tôn. Tôn Cường nổi giận, khuôn mặt đỏ bừng. Lý Sóc sợ hãi, vội sửa lời, vâng vâng, thưa cục trưởng. Lúc này Tôn Cường mới lạnh lùng hỏi, Lý Sóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói thật mọi chuyện ra cho tôi, nếu nói dối dù chỉ nửa câu thì chuyện của anh tôi sẽ không quan tâm đến nữa. Anh Tiêu muốn bắn chết anh, vậy thì bắn chết anh luôn đi. Lộp bộp lý sóc run rẩy cả người lạnh lẽo quỳ dưới đất gào khóc nói anh tiêu tham mạng chuyện này không phải là ý của tôi là là tổng giám đốc tề phong của công ty thụy phong bảo tôi làm như vậy tối hôm qua anh ta mời tôi ăn cơm đưa vài cô gái xinh đẹp đến dụ dỗ tôi 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 nhất thời không kháng cự lại được là anh ta đều là anh ta bảo tôi làm vậy anh ta bảo tôi cố ý kiểm tra lô vật liệu của vợ anh tiêu không đạt tiêu chuẩn còn bảo tôi kéo dài nửa tháng đến lúc đó nhà họ Khương nhất định sẽ sốt ruột, đuổi vợ anh Tiêu đi. Lúc đó, anh ta có thể bán lô vật liệu trong tay mình cho nhà họ Khương với giá gấp đôi, cũng chia cho tôi 10% lợi nhuận. Nói đến cuối cùng, cả người Lý Sóc đã nhũn ra. Dưới áp lực đáng sợ của cái chết, Lý Sóc không dám giấu giếm điều gì nữa. Nghe Lý Sóc nói vậy, lông mày tiêu chính văn nhíu lại, nói tề phong. Thiếu ra nhà họ tề sao? hỏi anh đó tôn cường phẫn nộ đúng 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 là thiếu gia nhà họ tề thiếu gia nhà họ tề ở tỉnh lý sóc vội vàng gật đầu sau đó khóc nói cục trưởng tôn anh tiêu mọi người cũng biết tôi chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé của cục giám sát chất lượng sao tôi có thể cấu kết với thiếu gia nhà họ tề ở tỉnh được chứ tôi tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi xin anh tiêu ban ơn ban ơn tha cho cái mạng chó của tôi nói xong Lý Sóc lập tức dập đầu xuống đất cầu xin tha mạng. Ánh mắt tiêu chính văn lạnh tanh, đột nhiên sát khí trên người tản ra, khiến tất cả mọi người trong phòng kinh hãi. Tề Phong, nhà họ Tề, tốt lắm. Tiêu chính văn nói. Sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý Sóc, muốn sống thì anh nên biết phải làm như thế nào rồi đấy. Lý Sóc nghe vậy liền sửng sốt, tôn cường bên cạnh liền đạp cho một phát, quát mắng, còn ngơ ra đó làm gì còn không mau tự mình đi làm giấy đạt tiêu chuẩn cho vợ anh tiêu hả vâng 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 tôi đi ngay tôi đi xử lý ngay lý sóc đứng bật dậy hấp tấp đến mức không kịp điều chỉnh lại dáng vẻ của mình vội vội vàng vàng chạy ra khỏi tòa nhà từ xa hắn nhìn thấy khương vi nhan đang đợi lập tức khúm núm chạy tới trưng ra khuôn mặt tươi cười nói tiểu thư khương thật xin lỗi thật xin lỗi lúc trước là do tôi hồ đồ làm sai việc cô đại nhân đại lược, đừng so đo tính toán, bây giờ tôi sẽ giải quyết giấy đạt chuẩn cho cô ngay. Khương Vi Nhan bị cảnh tượng trước mắt dọa giật nảy mình, chủ yếu là khi Lý Sóc nói chuyện, trong miệng hắn đều là máu. Trưởng phòng Lý, anh không sao chứ, Khương Vi Nhan sợ hãi lùi lại vài bước. Nhân viên ở phía sau cũng nhanh chóng đứng ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Sóc. Lý Sóc vội vàng rút khăn ra lau mặt, cười nói, không có gì, không có gì, lúc này xuống lầu bị ngã, tiểu thư Khương, mời đi hướng này. Sau đó, Lý Sóc tự mình đưa giấy chứng nhận lô vật liệu đạt chuẩn cho Khương Vi Nhan. Cầm giấy chứng nhận đạt chuẩn, Khương Vi Nhan có cảm giác như đã trải qua mấy đời, khóe miệng nở nụ cười, nói cuối cùng cũng có rồi, nhanh, mọi người hãy báo ngay cho người ở nhà máy, khởi công ngay lập tức. Tối nay có tăng ca cũng phải xử lý xong lô vật liệu này, rồi đưa đến trung tâm mua sắm. Vâng, giám đốc Khương, một nhân viên phấn kích hào hứng lập tức cầm giấy chứng nhận quay về nhà máy. Hai nhân viên ở lại đứng bên cạnh Khương Vi Nhan với vẻ mặt nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, giám đốc Khương, cô nói thử xem vì sao đột nhiên lý sóc lại cho lô vật liệu của chúng ta đạt tiêu chuẩn. Có phải là anh tiêu làm không? Khương Vi Nhan lấy lại cảm xúc, vẻ mặt cũng nghi hoặc nhìn lên cửa của tòa nhà cục giám sát chất lượng. Vài phút sau thì thấy Tôn Cường đích thân tiến nhậm lương ra cửa, hai người còn bắt tay nói nói cười cười, chỉ là không thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn đâu. Ngay lúc Khương Vi Nhan nhón ngón chân nhìn trái nhìn phải thì phía sau một bóng người đi đến, dịu dàng cười hỏi, "Vi Nhan, em đang nhìn gì vậy?" "Hả?" Khương Vi Nhan quay đầu lại, thấy Tiêu Chính Văn không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nghi hoặc hỏi, "Anh, anh từ đâu ra vậy? Sao em không nhìn thấy anh?" Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, anh đi ra từ sớm rồi, sao vậy? Khương Vi Nhan nhìn Nhậm Lương và Tôn Cường ở bên kia, rồi lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn, trợn tròn đôi mắt to, nghi hoặc hỏi, "Tiêu Chính Văn, chuyện này là anh giải quyết đúng không? Vừa nãy em nghe những binh lính đó nói, anh là trưởng quan của Nhậm Lương." Chương 223, Trường học quý tộc. Tiêu Chính Văn gãi đầu, cười nói, hả, có hả? À? Em nghe nhầm rồi." lô vật liệu này anh mượn từ một người bạn chỗ nhà máy quân sự tên lý sóc ấy dám nói là lô vật liệu trong nhà máy quân sự không đạt chuẩn sau đó người trong nhà máy tìm đến tận nơi anh cũng chỉ là người ngoài cuộc quan sát thôi được rồi không sao nữa rồi chúng ta về thôi khương vi nhan bĩu môi mặt đầy nghi ngờ nhìn tiêu chính văn muốn từ trên mặt anh nhìn ra điều gì đó nhưng cuối cùng không nhìn ra được gì bỏ đi khương vi nhan thở dài một hơi Nói cảm ơn anh Tiêu Chính Văn, nếu không phải anh, em thật không biết nên làm thế nào bây giờ. Với cả vừa nãy, Lý Sóc đó lại dám làm chuyện đó với em, loại người này thật không nên được giữ lại ở cục giám sát chất lượng. Bây giờ nghĩ lại, Khương Vi Nhan vẫn còn hơi sợ hãi, cảm thấy hoảng hốt. Tiêu Chính Văn gật đầu, ôm Khương Vi Nhan vào lòng, nói, được rồi, không việc gì nữa rồi. Loại người như Lý Sóc chắc chắn sẽ không ở lại cục giám sát chất lượng, nói không chừng còn bị bắt đi hỏi tội. Khương Vi Nhan được tiêu chính văn ôm vào lòng, cảm thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ như quả táo, tim đập loạn xạ. Nói thật, cơ hội cô và tiêu chính văn thân mật rất ít, ví dụ như việc ôm nhau dạo phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói, từ trước đến giờ chưa từng có. Thật sao? Khương Vi Nhan cảm nhận được sự ấm áp của tiêu chính văn, lập tức toàn thân cũng thả lỏng ngửa mặt lên hỏi thật chứ anh đã báo cáo cho cục trưởng cục giám sát chất lượng về vụ tham nhũng và vi phạm pháp luật của lý sóc rồi loại con sâu làm dầu nồi canh này chắc chắn sẽ bị bắt tiêu chính văn nghiêm túc nói anh vừa dứt lời ở cửa cục giám sát chất lượng khuôn mặt lý sóc xám như cho tàn vừa bị đội tuần tra bắt giữ lên xe anh ta thực sự bị bắt rồi sao khương vi nhan nhìn thấy cảnh này kinh ngạc che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau đó ngẩng đầu, cau mày chỉ vào Tiêu Chính Văn, nũng nịu hỏi, "Tiêu Chính Văn, sao em lại có cảm giác chuyện này có liên quan đến anh vậy? Anh nói Lý Sóc bị bắt thì anh ta bị bắt ngay, anh thực sự không có chuyện gì giấu em chứ?" Tiêu Chính Văn cười ha ha, nhìn đồng hồ rồi nói, "Ôi, Nana vẫn còn đang ở nhà một mình, anh vẫn nên mau chóng quay về nhà làm món sườn xào chua ngọt cho mẹ con em thôi." Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người chạy, đồng thời không ngừng vẫy tay với Khương Vi Nhan, cười nói, vợ à cố lên. Anh sẽ mãi là hậu phương của em, anh về nhà trước đây. Khương Vi Nhan trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn, vẫy tay với Tiêu Chính Văn, cười nói, anh đi từ từ thôi. Sau đó, cô nhìn Lý Sóc bị đưa đi, cũng không nghĩ nhiều, quay người bắt taxi trở về nhà máy. Buổi tối, trong nhà họ Khương, một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. Khương Vi Nhan và Nana cùng nhau ngồi vào bàn ăn, tất cả đều nở nụ cười hạnh phúc, nhìn Tiêu Chính Văn đeo tạp dề, trên tay bê món sườn xào chua ngọt nóng hổi thơm ngon nước mũi bước ra khỏi phòng bếp. Công thức bí mật sườn xào chua ngọt của nhà họ Tiêu đây. Tiêu Chính Văn vui vẻ nói, rồi đặt đĩa sườn xào chua ngọt màu đỏ hấp dẫn còn điểm xuyết thêm vừng mè lên bàn ăn. Bốn món mặn một món canh, cả nhà ba người ngồi xung quanh đúng là một bức tranh ấm áp. Nana còn vẫy bàn tay nhỏ của mình, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, hét lên, "A a a, có thể ăn món sườn xào chua ngọt của bố làm rồi, Nana vui lắm ạ." À. Lúc cô bé nói chuyện, hai mắt lấp lánh ánh sao, nước miếng cũng chảy ra luôn rồi. Khương Vi Nhan cũng nghiêng người qua ngửi, cười nói, "Thơm quá, Tiêu Chính Văn, tài nấu ăn của anh học được ở đâu thế?" Tiêu Chính Văn khẽ cười, lau hai bàn tay gắp một miếng bỏ vào bát cơm màu hồng của Nana, xoa đầu cô bé rồi nói, ngày trước anh học từ mẹ anh. Nghe đến đây, Khương Vi Nhan bày tỏ sự áy náy, nói, xin lỗi, em, em thực sự không cố ý. Tiêu chính văn mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại không xương của Khương Vi Nhan, dưới ánh đèn trùm rực rỡ, anh dịu dàng nói, không sao, Vi Nhan, từ nay trở đi, em và Nana là toàn bộ sinh mạng của anh. Tiêu Chính Văn Anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em và Nana. Khương Vi Nhan nhìn vẻ mặt chân thành của Tiêu Chính Văn, lập tức nước mắt tràn khóe mi. Cô gật đầu thật mạnh, tay xoa đầu Nana, nói, được, em hy vọng cuộc sống của cả nhà ba người chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Nói xong, cả nhà ba người họ cầm đũa lên, cùng nhau hô vang, vậy chúng ta ăn thôi. Tựa như một bức tranh đẹp đẽ, làm người khác phải ngưỡng mộ. Khương Vi Nhan vất vả đợi 5 năm, cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc và bình yên như ngày hôm nay. Cô thực sự rất muốn mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc này. Tiêu Chính Văn cũng nghĩ như vậy. Ăn được một nửa, Khương Vi Nhan đột nhiên nói, "Đúng rồi, Tiêu Chính Văn, gần đây em có quan tâm đến tư liệu và quảng cáo của một vài lớp mẫu giáo, em muốn cho Nana đi trường mẫu giáo, như vậy con có thể quen được vài bạn nhỏ, chứ không ngày ngày quanh quẩn ở nhà." cũng không tốt cho sự lớn lên của con. Hơn nữa, không phải anh vừa tìm được việc sao? Như vậy thì anh cũng không cần phải cả ngày trông non nana rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, liếc nana, dịu dàng nói: nana, con muốn đi trường mẫu giáo không? Nana chớp chớp đôi mắt linh động, gật đầu nói: muốn ạ. À? Tiêu Chính Văn xoa đầu nana, cười nói với Khương Vi Nhan: ngoan, nếu đã như vậy thì em quyết định đi. Khương Vi Nhan lập tức đứng dậy lấy lên một tập tài liệu trên Tivi đưa cho Tiêu Chính Văn nói em đã tìm hiểu xong rồi có điều hiện giờ có ba trường mẫu giáo em không biết nên chọn trường nào anh xem giúp em. Tiêu Chính Văn đón lấy nhìn vài lần cuối cùng hỏi cái nào tốt nhất Khương Vi Nhan chỉ vào một ngôi trường mẫu giáo nói đây trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã trường mẫu giáo đắt nhất tốt nhất ở Tu Hà cách thức điều hành của trường và các trang thiết bị là tốt nhất ở Tu Hà, hơn nữa còn do các trường quý tộc ở nước ngoài thành lập, nhưng có một khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Tiêu Chính Văn hỏi, anh có thể nhìn ra, Khương Vi Nhan rất thích ngôi trường quý tộc này. Khương Vi Nhan thở dài một hơi, nhìn Nana bên cạnh, nói, đắt quá, trường học quý tộc học phí một năm là hơn 200 000 Mà lương tháng hiện tại của em mới có hơn 7.000. Nói xong câu này, trong mắt Khương Vi Nhan ngập tràn sự thất vọng. Audio điện tử võ tấn bền. Cô muốn cho Nana một nền giáo dục tốt nhất, nhưng học phí của trường này quá đắt. Không phải người bình thường như cô có thể theo được. Hơn nữa, tất cả học sinh trong trường đều là con cái trong những gia đình giàu có, doanh nghiệp lớn ở Tu Hà, đứa nào sinh ra cũng đã ngậm thìa vàng. Hóa ra là vấn đề về tiền bạc. Tiêu Chính Văn thở dài, sau đó nghiêm túc nhìn Khương Vi Nhan, nói, không sao, ngày mai em đi xem đi, vấn đề tiền nong thì để anh nghĩ cách, không thể chậm chế việc giáo dục tương lai cho Nana của chúng ta. Nhưng một năm tận hơn 200.000 tệ đó, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế, Khương Vi Nhan hơi do dự. Tiêu chính văn mỉm cười, xoa đầu Nana, nói với Khương Vi Nhan, có anh ở đây, để anh nghĩ cách. Không phải anh vừa tìm được việc làm sao, lương một tháng của anh là 10.000 tệ, ngày mai anh sẽ đi tìm ông chủ ứng trước 2 năm tiền lương là được. Thấy tiêu chính văn ôm đồm nhiều việc, Khương Vi Nhan cũng không nói gì nữa, gật đầu nói, vậy được, ngày mai em đi xem. Có điều tiêu chính văn, nếu anh không còn cách nào, vậy thì không cần miễn cưỡng đâu, có ngôi trường này thật ra cũng không tệ, nói ra thì có vẻ gần gũi với mọi người hơn. Tiêu chính văn không nói gì. Buổi tối, sau khi đợi Khương Vi Nhan và Nana đi ngủ, Tiêu Chính Văn ở trong sân nhỏ gọi điện cho Long Nhất, nói chuẩn bị cho tôi 200.000 tệ, mấy ngày nữa tôi cần dùng. Vâng, thưa chủ soái Long Nhất cung kính trả lời. chương 224, Tề Phong nôn nóng. Ngày hôm sau, ở công ty Thụy Phong, một cô trợ lý có thân hình nóng bỏng đang bước đi trên đôi giày cao gót, vội vã lao vào văn phòng tổng giám đốc của Tề Phong, thở hồn hền thốt lên tổng giám đốc Tề, xảy ra chuyện rồi. Tề Phong đang ngồi trên ghế sofa gọi điện với mẹ, thấy trợ lý hoảng hốt xông vào liền nhăn mặt, cúp điện thoại rồi hỏi, chuyện gì, sao lại hoảng hốt như vậy chứ? Cô trợ lý cúi người 90 độ, để lộ thân hình đầy đặn ra trước mặt Tề Phong, óng ẹo nói, xin lỗi Tổng Giám Đốc Tề, chiều qua trưởng phòng lý đã bị người của Viện Kiểm sát dẫn đi với tội danh tham ô. Gì cơ, lý sóc bị bắt rồi, sao giờ cô mới nói cho tôi biết? Tề Phong kích động đứng bật dậy, đầy vẻ kinh ngạc. Sao Lý Sóc lại bị bắt? Em vợ hắn chẳng phải là cục trưởng Tôn Tôn cường ở cục giám sát chất lượng sao? Tổng giám đốc Tề, tôi cũng không biết, lô vật liệu của chúng ta vẫn đang nằm trong tay trưởng phòng Lý, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Cô trợ lý nũng nịu bĩu môi hỏi. Tề Phong đi qua đi lại trong phòng rồi nói, "Tôi sẽ đích thân sẽ tới cục giám sát chất lượng tìm cục trưởng Tôn hỏi thử." Nói xong, Tề Phong ra khỏi phòng, tự mình lái xe, dẫn theo trợ lý, còn đem theo quả đút lót, vội vội vàng vàng tới cục giám sát chất lượng. Lúc này, trong văn phòng của cục trưởng cục giám sát chất lượng, Tôn Cường đang giải quyết công việc giấy tờ. Thư ký gõ cửa đi vào, nói thưa cục trưởng Tôn, bên ngoài có tổng giám đốc Tề Tề Phong của công ty Thụy Phong muốn gặp anh. Tôn Cường nghe vậy liền ngẩng đầu, nhíu mày nói Tề Phong. Là cậu chủ nhà họ Tề ở tỉnh đó sao? Thư ký gật đầu, "Vâng ạ." Tôn Cường chợt thấy đau đầu, khuôn mặt trông rất kỳ lạ, hắn lẩm bẩm, "Giờ cậu ta tới tìm mình làm gì vậy? Là vì vụ của Lý Sóc sao?" Ngẫm nghĩ một lát, Tôn Cường nói, "Nói tôi không có ở đây, tạm thời không gặp khách." Tôn Cường cũng biết, nếu giờ mình đi gặp Tề Phong thì nói không chừng sẽ gặp phải phiền phức không đáng có. Suy cho cùng, Tề Phong vẫn là cậu chủ nhà họ Tề ở tỉnh. Trong tỉnh Tuy nhà họ Tề chỉ là gia tộc hạng 2 nhưng về thực lực toàn diện thì ở Tu Hà, không gia tộc hạng 2 nào có thể so bì được. Thậm chí những thế gia hạng nhất ở Tu Hà còn phải kính nể nhà họ Tề. Hắn chỉ là cục trưởng nho nhỏ của cục giám sát chất lượng, thật sự không đối phó được Tề Phong. "Vâng, cục trưởng Tôn." Thư ký đáp lời, lui ra khỏi văn phòng. Do dự một lát, Tôn Cường lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiêu Chính Văn cực kỳ cung kính cười nịnh bợ, hỏi dò, "Anh Tiêu, vừa nãy Tề Phong của công ty Thụy Phong tới cục giám sát chất lượng muốn gặp tôi, tạm thời tôi nói dối là không có mặt ở đây, anh bảo tôi có nên gặp cậu ta không?" Tiêu Chính Văn đang trên đường tới tập đoàn Đỗ thị làm việc liền trả lời, "Anh gặp đi, xem xem anh ta muốn làm gì." "Được được, tôi nghe lời anh Tiêu." Tôn Cường đợi Tiêu Chính Văn cúp máy rồi mới dám cúp, sau đó vội vàng đứng lên chạy ra ngoài ở khu vực lễ tân thư ký đang cười xòa xin lỗi tề phong tổng giám đốc tề thật xin lỗi bây giờ cục trưởng tôn không có ở đây anh quay lại sau nhé tề phong nghe xong liền cau mày hỏi ngược lại không có đây sao tôi nghĩ là cục trưởng tôn không muốn gặp tôi thì đúng hơn nhỉ thư ký hơi lúng túng đúng lúc này tôn cường chạy ra từ xa đã giơ tay cười nói tổng giám đốc tề thật xin lỗi thật xin lỗi tôi vừa mới về tới tề phong thấy tôn cường xuất hiện cũng vội tiến lên bắt tay cười nói cục trưởng tôn chào anh tôi là tề phong của công ty thụy phong tôn cường nghe thấy thì khẽ gật đầu dạo gần đây tên của tổng giám đốc tề cứ như sấm bên tai ha ha đi thôi tới văn phòng tôi nói chuyện hai người mỉm cười sau đó đi tới văn phòng của tôn cường tôn cường pha trà đưa cho tề phong tề phong cười mỉm đưa hai tay nhận lấy bầu không khí hơi gượng gạo Tôn cường cũng cười nói, tổng giám đốc tề, cậu là người làm ăn, có chuyện gì thì cứ vào thẳng vấn đề đi, tôi đây cũng khá bận. Tề phong giả bộ ho hai tiếng rồi cười đáp, cục trưởng tề thật thẳng thắn, vậy được, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Dứt lời, Tề phong bảo nữ trợ lý đưa quà cho cục trưởng tôn rồi nói, cục trưởng tôn, đây là linh chi đỏ trăm năm tôi mang từ tỉnh tới, có tác dụng tăng cường dương khí, giúp kéo dài tuổi thọ. Cục trưởng Tôn mỉm cười nhưng không nhận lấy, nói "Tổng giám đốc Tề khách sáo rồi, nhưng ở đơn vị chúng tôi có quy định, không thể lén lút nhận quà của nhân viên liên quan, mong cậu đem về dùm." Tề Phong sững sờ, cũng không tức giận mà cười mỉm, "Bảo trợ lý lấy lại rồi xin lỗi, là do tôi đường đột rồi, mong cục trưởng Tôn đừng trách." "Vậy tôi cũng nói thẳng, chuyện là thế này, sáng nay tôi nhận được tin trưởng phòng Lý Lý Sóc của đơn vị anh bị người của viện kiểm sát dẫn đi rồi." Cục trưởng tôn nhân mặt mắt lóe lên tia sáng nói đúng vậy bởi vì trưởng phòng lý đã vi phạm một vài nguyên tắc nên bị đưa đi điều tra rồi tổng giám đốc tề hỏi chuyện này để làm gì à là như này cục trưởng tôn công ty chúng tôi có một lô vật liệu đã được trưởng phòng lý kiểm tra mà giờ trưởng phòng lý bị đưa đi rồi thì có ảnh hưởng tới bản báo cáo kiểm tra chất lượng lô vật liệu của chúng tôi hay không tề phong hỏi tôn cường suy nghĩ. Đáp chuyện tổng giám đốc tề lo lắng cũng không sai, giờ bên trên gửi thông báo xuống, mọi doanh nghiệp và nhà máy từng do lý sóc phụ trách kiểm tra đều phải kiểm tra lại một lượt. Mong tổng giám đốc tề thứ lỗi, suy cho cùng thì ai cũng không muốn xảy ra chuyện như này. Nghe vậy, tề phong nhíu mày nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ, nói, nên như vậy, nên như vậy. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Tôn Cường đã tiến tề phong ra về với vẻ mặt hơi khó coi. Tề Phong lạnh lùng ra khỏi cục giám sát chất lượng. Cô trợ lý ở bên cạnh hỏi, Tổng Giám Đốc Tề, lô vật liệu của chúng ta nếu kiểm tra thêm lần nữa thì phải làm sao đây? Ban đầu, lô vật liệu này đều là hàng loại hai dùng giá thấp để thu mua từ các nhà máy lớn, nếu kiểm tra lần nữa thì không xảy ra vấn đề gì đấy chứ. Hơn nữa, xem ra cục trưởng tôn đó hình như đang rất khó xử. Không phải anh bảo anh ta là em vợ của trưởng phòng lý sao, giờ trưởng phòng lý gặp chuyện mà anh ta lại không quan tâm vậy. Mặt tề phong u ám nói, chúng ta về trước đã, rồi bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Nói xong, tề phong lạnh lùng bước lên xe. Ở bên này, sau khi tề phong rời đi, Tôn Cường đã kể lại tất cả chuyện vừa nãy với Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở sảnh lớn của tập đoàn Đỗ Thị, nói vài câu đơn giản, được rồi, tôi biết rồi, những chuyện khác lát nữa anh nói với tôi là được. Dứt lời, tiêu chính văn cúp máy, anh đang ngồi ở sảnh lớn chờ bộ phận nhân sự sắp xếp công việc. Nhưng chưa kịp đợi đồng nghiệp bộ phận nhân sự sắp xếp thì Đỗ Hảo Hiên đã gióng chống khua chiêng bước vào. Hắn lái xe Ferrari đỏ, rất nổi bật dừng xe trước cửa công ty, mặc bộ Âu phục caro màu xanh thấm, đeo kính dâm, đẹp trai, dứt khoát bước xuống xe. Lập tức, sáu tên vệ sĩ xông tới, đi theo sau Đỗ Hảo Hiên khí chất của cậu ấm nhà giàu được bộc lộ rõ rệt khi hắn bước vào tất cả nhân viên trong khu vực lễ tân đều cúi người cung kính hô tổng giám đốc đỗ đỗ hạo hiên vênh mặt lên ngạo nghễ bước vào nhưng ánh mắt hắn bỗng liếc tới tiêu chính văn đang ngồi ở khu vực chờ đọc tạp chí lập tức tháo kính xuống khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười khẩy hắn đi tới kiêu ngạo nói ồ đây không phải là tên vệ sĩ mà em gái tôi vừa tuyển vào sao Chương 225, đừng đùa với lửa. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đỗ Hạo Hiên trước mặt, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc tạp chí. Đỗ Hạo Hiên thấy thế, sắc mặt lập tức sầm xuống. Hắn chưa từng bị ai coi thường như vậy. Trước kia, hắn đi đến đâu cũng được săn đón vây quanh, được bao người ngưỡng mộ và tôn trọng. Bởi vì hắn là thiếu gia của tập đoàn Đỗ thị, mà tập đoàn Đỗ thị là tập đoàn lớn doanh nghiệp lớn mới mở ở Tu Hà. Thực ra tập đoàn Đỗ thị này chỉ là một tập đoàn chi nhánh ở Tu Hà, còn trụ sở chính nằm ở tỉnh. Còn tập đoàn Đỗ thị ở tỉnh là một doanh nghiệp hàng đầu với số vốn lên đến hơn 50 tỷ. Nhà họ Đỗ cũng là thế gia giàu có hạng nhất ở tỉnh. Đỗ Hạo Hiên cũng là người nổi bật nhất trong số bốn thiếu gia ở tỉnh. Nếu không tại bố hắn sắp xếp, thì có khi cả đời này Đỗ Hạo Hiên cũng không đến một nơi nhỏ bé như Tu Hà. Lúc này, thấy Tiêu Chính Văn coi thường mình như vậy, Đỗ Hạo Hiên rất tức giận. Không cần hắn phải mở lời, cô trợ lý ở bên cạnh đã kiêu ngạo chỉ vào Tiêu Chính Văn, giận dữ nói anh là ai hả? Thấy giám đốc Đỗ mà không đứng dậy, không biết phép tắc gì cả. Ai cho anh vào đây? Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Đỗ Hạo Hiên, sau đó nhìn sang cô trợ lý vóc dáng cao gầy hình chữ s mặc váy ngắn bó sát và áo cổ v anh gấp quyền tạp chí lại thản nhiên đáp xin lỗi tôi là vệ sĩ mới của tiểu thư đỗ tình tuyết trong mắt tôi đỗ tình tuyết mới là cấp trên trực tiếp của tôi những người khác không có tư cách bắt tôi đứng dậy ái chà chà câu nói này của anh khiến tất cả mọi người ở tiền sảnh đều phải há hốc miệng cái tên này đúng là vinh váo quá thể dám tỏ thái độ coi khinh trước mặt giám đốc Đỗ Hạo Hiên như vậy. Còn bảo Đỗ Hạo Hiên không có tư cách bắt anh ta đứng dậy nữa. Ai mà chẳng biết Đỗ Hạo Hiên là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, ai mà chẳng biết hắn là một trong bốn thiếu gia ở tỉnh, cũng thừa biết Đỗ Hạo Hiên và Đỗ Tình Viết vì tranh giành tài sản mà gần đây đấu đá nhau không ngừng. Thậm chí, tập đoàn Đỗ Thị này đã chia thành hai phe phái. Bây giờ cái tên này còn vặn lại trợ lý của Đỗ Hạo Hiên, chẳng khác nào tát vào mặt Đỗ Hạo Hiên, hoàn toàn không thèm nể mặt hắn. Anh, Lão Tuyết, giám đốc Đỗ là tổng giám đốc của tập đoàn, Đỗ Tình Tuyết chỉ là một phó tổng thôi. Anh dám nói tổng giám đốc không có tư cách bắt anh đứng dậy sao? Đúng là hoang đường, loại rác rưởi như anh không có tư cách đặt chân vào tập đoàn của chúng tôi. Anh bị sa thải từ bây giờ, cút ra ngoài đi. Cô trợ lý Hàn Dung tức giận nói. Trước giờ cô ta cũng là đối tượng được tất cả mọi người nịnh bợ. Bởi vì cô ta là trợ lý thân cận của Đỗ Hạo Hiên, không chỉ giúp hắn về công việc mà còn giúp một số chuyện cá nhân nữa. Vậy nên, trong công ty, từ trên xuống dưới đều lấy lòng Hàn Dung, đến mức cô ta cảm thấy, trong công ty ngoài Đỗ Hạo Hiên ra thì chẳng còn ai bằng được mình cả. Dần dần, Hàn Dung cũng trở nên hách dịch. Lúc này Thấy Tiêu Chính Văn chẳng là cái thá gì mà dám cãi lại mình, cô ta lập tức nổi giận. "Người đâu, bảo vệ đâu, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi." Hàn Dung hét lên. Lập tức có mấy tên bảo vệ xông tới. Tiêu Chính Văn thấy thế, sắc mặt cũng trở nên u ám. Đúng lúc này, một giọng nói thánh thoát như chim, mang theo sự lạnh lẽo, vang lên ở ngoài cửa. "Anh ta là vệ sĩ Đỗ Tình Tuyết tôi tuyển vào, tôi xem ai dám đuổi anh ta ra ngoài." Đỗ Tình Tuyết mặc chiếc váy dài Bohemia, vóc dáng cao giáo với những đường cong hoàn mỹ hấp dẫn, nhất là khí chất, lạnh lùng cao quý. Cô ta dẫn theo trợ lý bước vào, chân đi đôi giày cao gót thủy tinh, bước tới trước mặt Hàn Dung, giơ tay lên, tát cho cô ta một cái, tức giận nói, người của tôi mà cô cũng dám đuổi à. Ai cho cô cái quyền đấy? Ô, xung quanh lập tức yên lặng như tờ. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Hàn Dung ôm gò má đỏ ửng, đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó khóc lóc kéo cánh tay Đỗ Hạo Hiên, kêu lên, dám nốc đỗ, cô ta đánh em kìa, em đã làm gì sai chứ? Sắc mặt Đỗ Hạo Hiên cũng rất khó coi, nhìn chằm chằm Đỗ Tình Tuyết, lạnh lùng chất vấn Đỗ Tình Tuyết. Hàn Dung tốt xấu gì cũng là trợ lý của anh, em tắt cô ấy trước mặt mọi người như vậy, liệu có coi thường người làm anh như anh không vậy? Đỗ Tình Tuyết nhìn Đỗ Hạo Hiên, nói lạnh tanh, thế thì sao nào? Đỗ Hạo Hiên, tốt nhất anh quản lý trợ lý của anh cho tốt vào. Em là tiểu thư của nhà họ Đỗ, từ khi nào mà một trợ lý nho nhỏ dám khua tay múa chân với quyết định của em như vậy? Tiêu Chính Văn là vệ sĩ thân cận của em, ai dám đuổi anh ta chính là đối đầu với Đỗ Tình Tuyết em. Nói xong, Đỗ Tình Tuyết quay lại, nhìn Tiêu Chính Văn vẫn yên lặng ngồi đó, nói theo tôi đến phòng làm việc rồi cô ta nghênh ngang đi qua trước mặt Đỗ Hạo Hiên. Tiêu chính văn sững sờ một chút, cũng bị khí thế vừa rồi của Đỗ Tình Tuyết làm cho kinh ngạc. Người phụ nữ này cũng ghê gớm đấy. Sau đó, anh đứng dậy đi theo Đỗ Tình Tuyết. Nhưng Đỗ Hạo Hiên lại lạnh lùng ngăn Tiêu Chính Văn lại, nói tôi khuyên anh tốt nhất là tìm cớ nghỉ việc đi, nếu không tôi có đầy cách để hành anh. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh có con gái. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì dừng bước, sắc mặt lập tức lạnh lẽo toàn thân tỏa ra sát khí anh quay đầu lạnh lùng nhìn đỗ hạo hiên nói giám đốc đỗ nếu để tôi biết anh dám ra tay với người nhà của tôi thì anh chỉ có một kết cục thôi đó là chết tôi khuyên anh đừng đùa với lửa suốt lời tiêu chính văn rời đi đỗ hạo hiên ngây người tại chỗ cả người đổ mồ hôi lạnh vừa rồi có chuyện gì vậy anh ta không dám vặn lại mà bị tiêu chính văn làm cho cứng họng Khí thế thật là đáng sợ, ánh mắt thật là đáng sợ. Khoảnh khắc đó, Đỗ Hạo Hiên cảm giác mình như bị thần chết cảnh cáo, cả người túa mồ hôi lạnh. Rõ ràng cái tên này nhìn rất bình thường, tại sao lại có khí thế mạnh mẽ và khủng khiếp như vậy nhỉ? Tại sao? Đỗ Hạo Hiên thầm gào thét trong lòng, nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn với ánh mắt độc ác. Hàn Dung lập tức kéo cánh tay Đỗ Hạo Hiên, nũng nịu uất ức nói, "Dám đốc đỗ, anh nhìn đi." cái tên đó thật là vinh váo, cậy có đỗ tình tuyết chống lưng, còn coi thường cả anh nữa, thật là đáng ghét. Đỗ Hạo Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói em điều tra cái tên khốn kiếp đó cho anh ngay lập tức, anh muốn tài liệu chi tiết về anh ta. Vâng, em đi điều tra ngay đây, nhất định phải cho anh ta biết, đối đầu chúng ta sẽ có hậu quả gì, Hàn Dung nói với vẻ âm hiểm. Cùng lúc đó, Khương Vi Nhàn dẫn theo Nana, ngồi xe buýt đến trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Nhìn cánh cổng trường học sang trọng, mang đậm phong cách Bắc Âu trước mặt, Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Nana ở bên cạnh, cô ngồi xổm xuống, cười nói, Nana, con thích nơi này không? Nana lúc này chẳng khác gì con búp bê tò mò, cũng bị sốc trước cảnh quan của ngôi trường quý tộc, cười nói, thích hạ, mẹ ơi, Nana sẽ đi học ở đây sao? Khương Vi Nhan gật đầu đáp, Nana ngoan, để mẹ qua đó hỏi, con ngoan ngoãn đứng ở đây, không được chạy đi đâu nhé." Na na ngoan ngoãn gật đầu nói, "Vâng mẹ." Dứt lời, Khương Vi Nhan bước về phía phòng bảo vệ ở cổng. "Chào anh, cho tôi hỏi chút, bây giờ trường còn tuyển sinh không ạ?" À? Khương Vi Nhan hỏi qua ô cửa sổ nhỏ. Tên bảo vệ kia nhìn Khương Vi Nhan một cái, thấy cô vừa bước từ trạm xe buýt tới, sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, nói, "Còn, mỗi năm học phí 250.000." 250.000. Khương Vi Nhan hết hồn, lại hỏi mấy câu nữa, nhưng đối phương đều trả lời với vẻ qua loa khó chịu. Đúng lúc này, có tiếng khóc vang lên. A, à, mẹ ơi, hu hu hu. Khương Vi Nhan quay lại, nhìn thấy một thằng nhóc nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mặc đồng phục trường quý tộc, bước từ trên chiếc xe may bách màu đen xuống, đẩy na na ngã xuống đất. Na na. Khương Vi Nhan chạy tới, kéo Nana na đang khóc dậy, Đầu gối và lòng bàn tay cô bé bị xây sát, máu chảy không ngừng. Chương 226: Chó cậy mặt chủ. "Mẹ ơi, hu hu hu, con đau quá." Nana nước mắt giàn rụa khóc ầm lên, đầu gối và lòng bàn tay cũng đầy máu tươi. Khương Vi nhàn xót xa trong lòng, vội lấy khăn giấy lau qua loa cho Nana, an ủi, "Nana đừng khóc, con phải kiên cường lên, lát nữa mẹ sẽ đưa con đến phòng y tế xem thế nào." Nói xong, Khương Vi Nhan đứng dậy, lạnh lùng nhìn thằng nhóc mới chỉ hơn 4 tuổi, tóc vàng mắt xanh trước mặt, nói ai cho cháu đẩy bạn ấy. Thằng nhóc tóc vàng mắt xanh kia khoanh tay trước ngực, trợn mắt nhìn Khương Vi Nhan với kẻ vô cùng ngạo mạn, sau đó giơ ngón giữa với Nana, chửi bằng tiếng Anh con lợn ngu ngốc. FCK Nghe câu chửi từ miệng một thằng nhóc 4 tuổi, Khương Vi Nhan cũng kinh hãi. Một đứa bé còn nhỏ, mà đã độc địa và vô văn hóa như vậy. Cháu chửi ai đấy, bố mẹ cháu đâu? Khương Vi Nhan tức giận, nhưng cô không thể ra tay với một thằng nhóc nước ngoài mới hơn 4 tuổi được. Đúng lúc này, một phụ nữ trung niên bước từ trên chiếc may bách màu đen xuống, lập tức chạy tới, nhìn thằng nhóc kia với vẻ quan tâm, hỏi ôi, tiểu thiếu gia của tôi ơi, cậu không sao chứ? Thằng nhóc tóc vàng mắt xanh kia chỉ tay vào Nana, nhìn cô bé với ánh mắt ghét bỏ, sau đó hét lên bằng tiếng chung rất lưu loát, con lợn ngu ngốc hoa quốc này chắn đường của tôi. Người phụ nữ trung niên kia nghe thấy thế, lập tức quay lại, nhìn Khương Vi Nhan và Na Na với ánh mắt lạnh lùng, mắng mỏ các cô là ai hả? Còn không mau tránh đường cho thiếu gia nhà chúng tôi. Đây là con trai của ngài bốp ở Đại sứ quán Mễ Quốc ở Tu Hà, đắc tội ông ấy thì cả nhà các cô phải ăn cơm tù đấy. Mau cút đi. Người phụ nữ trung niên kia lúc này cũng cậy mình lên mặt bà ta cũng chỉ là một giúp việc nhưng vì có chủ là đại sứ bốp nên bình thường cũng rất kiêu căng chẳng coi ai ra gì đến việc đưa con trai của bốp ra ngoài mà cũng phải ngồi may bách mới chịu đây gọi là ra vẻ ta đây khương vi nhan nghe thấy thế thì trong lòng run lên con trai của đại sứ thế thì thân phận cao quý thật nhưng rõ ràng là lỗi của đối phương mà vậy nên khương vi nhan cũng không định nhượng bộ cho dù cậu ta là con của đại sứ gì thì cậu ta cũng đâu có lý do đẩy ngã con gái tôi bà xem đi xước sát thế này rồi khương vi nhan kêu lên ánh mắt tỏ vẻ đau lòng na na cũng khóc nấc lên người phụ nữ trung niên kia nhíu chặt mày tỏ thái độ không thèm quan tâm nói hừ cô chỉ là một người bình thường có tư cách gì chất vấn chúng tôi đây là con trai của đại sứ bốp cho dù đẩy ngã con gái cô thì sao chứ sao nào cô còn định báo cảnh sát chắc, hai đứa trẻ con đánh nhau mà thôi, cô muốn lừa tiền thuốc men thì cứ nói thẳng. Chẳng phải là tiền sao, đại sứ chúng tôi có đầy. Sứt lời, người phụ nữ trung niên kia lấy mấy nghìn tệ trong túi sách ra, ném vào mặt Khương Vi Nhan, lạnh lùng nói, mấy nghìn tệ này đủ tiền thuốc men cho con gái cô rồi chứ. Nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi đi đây. Nói xong, bà ta lập tức thu lại vẻ mặt coi thường người khác, cúi người cười nói nịnh nọt với thằng nhóc tóc vàng mắt xanh, tiểu thiếu ra, chúng ta vào thôi, không thèm chấp loại người này. Vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng kia đúng là làm mất hết mặt mũi của người Hoa Quốc. Khương Vi nhan tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn tiền rơi đầy đất, nước mắt chảy ra. Tức quá đi mất, thật là đáng ghét. Còn thằng nhóc tóc vàng mắt xanh kia, lúc này lại không có ý định rời đi, mà nhìn Khương Vi Nhan và Nana, sau đó nói với người giúp việc bên cạnh, vui ghê. Tôi cũng muốn dùng tiền đập vào lũ lợn ngu ngốc này. Người phụ nữ trung niên nghe thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cung kính lấy một sấp tiền trong túi sách ra, đưa cho thằng nhóc, nói tiểu thiếu ra, cậu ra tay khẽ thôi. Thằng nhóc nước ngoài kia cầm lấy tiền, đập mạnh vào mặt Nana cười lớn chửi ha ha ha. Con lợn ngu ngốc hoa quốc. Sự sỉ nhục đột ngột khiến Nana lập tức hòa khóc, hét lên, tôi không phải con lợn ngu ngốc Hoa Quốc, tôi không phải, hu hu hu, mẹ ơi, con không phải con lợn ngu ngốc. Khương Vi Nhan lập tức nổi giận, vội vàng bế na na lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên, của trách các người thật là quá đáng. Có ai dạy trẻ con như các người không? Bà ta cười khẩy, đáp ha ha, thế thì sao chứ? Có giỏi thì cô báo cảnh sát bắt tiểu thiếu gia của chúng tôi đi. Nói xong, người phụ nữ trung niên dẫn theo thằng nhóc, rời đi trước mặt Khương Vi Nhan. Thằng nhóc kia còn quay lại, giơ ngón giữa với Khương Vi Nhan, sỉ nhục na na, đồ con lợn ngu ngốc hoa quốc. Na na khóc ẩm ý, vừa khóc vừa gọi bố. Khương Vi Nhan cũng rất xót xa, nhưng cô biết, mình không đấu lại được người như vậy. Đó là con trai của đại sứ, một người dân bình thường như cô lấy gì mà đấu chứ. Na na nín đi, mẹ đưa con đi xem vết thương đã khương vi nhan nghẹn ngào trong gió cố gắng nhẫn nhịn sự uất ức sau đó vội vàng vẫy một chiếc taxi chạy thẳng đến một bệnh viện nhỏ gần đó cùng lúc đó ở tập đoàn đỗ thị lúc này tiêu chính văn đang đứng trong phòng làm việc của đỗ tình tuyết đỗ tình tuyết nhìn tiêu chính văn với vẻ nghiêm túc và tò mò hỏi vừa nãy anh cũng uy phong đấy dám nói những lời như vậy với đỗ hạo hiên nếu như không có tôi ở đó sợ là anh đã bị đuổi ra ngoài rồi tiêu chính văn nhíu mày nhún vai cười nhạt nói mấy người bảo vệ đó còn chưa phải đối thủ của tôi đỗ tình tuyết xoa cái cằm trắng mịn gật đầu nhíu mày nói cũng phải đến sát lang mà anh cũng đánh bại được ở tu hà này đúng là không có mấy người là đối thủ của anh tôi rất tò mò thân thủ này của anh từ đâu mà có tôi thấy trên tài liệu viết anh là quân nhân xuất ngũ Tiêu Chính Văn cũng không phủ nhận, gật đầu đáp phải, trước kia tôi từng học trong quân đội. Bộp, Đỗ Tình Tuyết lập tức đập tài liệu lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói anh lừa tôi. Anh đâu phải quân nhân xuất ngũ, sát lang có thực lực của binh vương cấp 3 sao. Anh có thể đánh bại anh ta chỉ bằng một chiêu thì ít nhất cũng phải có thực lực của binh vương cấp 4 sao. Thực lực như vậy ở trong quân đội, kiểu gì cũng phải mang quân hàm thiếu tá. Sao anh lại phải xin việc làm vệ sĩ chứ?" Tiêu Chính Văn sững sờ, nhíu mày. "Không ngờ Đỗ Tình Tuyết này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, mà đầu óc cũng nhanh nhạy." Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, Đỗ Tình Tuyết cười nói, "Thôi vậy, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình, đây là chuyện riêng của anh, tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh chính là vệ sĩ thân cận của tôi, 24 tiếng, tôi gọi là phải có mặt." Tôi biết anh còn có con gái, nên tôi sẽ không rảnh rỗi gọi anh suốt đâu, chỉ lúc nào cần tôi mới gọi. Anh có làm được không? Tiêu Chính Văn nghĩ một lát, đáp được. Đỗ Tình Tuyết mỉm cười, khuôn mặt nở nụ cười rất xinh, nói: "Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì khác thì anh có thể ra ngoài được rồi." Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, "Phó giám đốc Đỗ, có chuyện này tôi muốn nhờ cô." Đỗ Tình Tuyết ngồi trên ghế, ngẩng đầu hỏi, "Chuyện gì?" Con gái tôi sắp đi học ở trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã, học phí mỗi năm hơn 200.000, nếu vợ tôi có hỏi, tôi muốn nhờ phó giám đốc Đỗ nói dối giúp tôi, cứ nói khoản tiền này là tiền lương ứng trước 2 năm của tôi, Tiêu Chính Văn nói. Đỗ Tình Tuyết nhíu mày, tò mò đánh giá Tiêu Chính Văn, đáp được. Sau đó, Tiêu Chính Văn cảm ơn rồi rời khỏi công ty. Đỗ Tình Tuyết nhìn Tiêu Chính Văn rời đi, khoanh tay trước ngực đè hai bầu ngực đẫy đà trắng như tuyết xuống lẩm bẩm rốt cuộc tên tiêu chính văn này là ai nhỉ lẽ nào anh ta có bí mật gì đó sau khi rời khỏi tập đoàn đỗ thị tiêu chính văn vừa đến cổng thì nhận được điện thoại của khương vi nhan trong điện thoại khương vi nhan đang nhỏ giọng khóc tiêu chính văn nana bị thương rồi bây giờ bọn em đang ở một phòng khám tư nana đòi gặp anh sao cơ nana bị thương á có chuyện gì vậy vi nhan em đừng khóc nữa anh đến ngay đây tiêu chính văn nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng lập tức gọi xe đến phòng khám tư bố ơi hu 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 na na thấy tiêu chính văn xông vào với vẻ mặt sốt ruột liền chia tay ra đòi bế tiêu chính văn ôm lấy na na thấy đầu gối và tay na na đều băng bó liền xót xa an ủi na na ngoan bố đến rồi đây na na nín đi sau đó anh nhìn Khương Vi Nhan đang uất ức bên cạnh, hỏi có chuyện gì vậy? Sao lại bị ngã thành thế này? Chương 227, lấy chiến bảo Hoa Văn Rồng Xanh cho tôi. Khương Vi Nhan vốn định giấu anh, nói, không có gì, Nana na không cẩn thận ngã thôi. Cô Sở Tiêu Chính Văn biết chuyện xong, trong lúc tức giận sẽ đến trường học gây sự. Tiêu Chính Văn nhìn ánh mắt trốn tránh của Khương Vi Nhan, liền biết chuyện này chắc là không đơn giản nên quay lại hỏi nana, 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 con nói cho bố biết, là con tự ngã à? Đừng quên bình thường bố dạy con thế nào, phải thật thà, con nhớ chứ? Nana bĩu môi, ngón tay nhỏ xoắn vào nhau, cô bé cúi đầu, lén nhìn Khương Vi Nhan đang nháy mắt với mình, Lý Nhí nói, mẹ ơi, bố từng bảo làm người phải thật thà, Nana không được nói dối. Bố ơi, không phải Nana tự ngã đâu, là một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh đẩy con ngã, cậu ta còn mắng Nana là con lợn ngu ngốc, Nana không phải con lợn ngu ngốc. Nói đến đoạn sau, Nana uất ức sụt xịt. Tiêu chính văn nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, an ủi Nana, được rồi, bố biết rồi, để bố lấy lại công bằng cho con, bắt thằng nhóc kia xin lỗi con nhé. Thật không hả bố? Nana nghi ngờ chớp đôi mắt to tròn, sau đó nói, nhưng mẹ bảo con là thằng nhóc nước ngoài kia là con trai của đại sứ. Bố ơi, đại sứ là ai, lợi hại lắm sao ạ? À? Đại sứ? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan không còn cách nào khác, chỉ đành nói thật, thằng nhóc đẩy ngã na na là con trai đại sứ bốp của đại sứ quán Mỹ Quốc ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn, thôi bỏ qua chuyện này đi, người ta với mình có cùng tầng lớp đâu, chúng ta cũng không đấu được với người ta. Khương Vi Nhan tỏ vẻ lo lắng, cô sợ Tiêu Chính Văn kích động chạy đi tìm người ta gây phiền phức nhớ đâu rước hỏa vào thân thì chết. Tiêu chính văn nghe thấy thế, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu Nana na, nói, na na, con có tin bố không? Na na gật đầu thật mạnh, nói, na na tin bố. Tiêu chính văn mỉm cười, đáp thế thì tốt, ngày mai bố sẽ đưa con đi tìm thằng nhóc kia, bắt cậu ta xin lỗi con. Con trai một đại sứ thôi mà, không lợi hại bằng bố. Lúc nói, trong lòng tiêu chính văn đã bùng lên lửa giận. Người của đại sứ quán. Thế thì sao chứ? Đẩy ngã con gái anh, cho dù là đại sứ đứng đầu của tổng bộ đại sứ quán mế quốc ở Hoa Quốc cũng phải cúi đầu xin lỗi. Thật sao bố? Nana na nghi ngờ hỏi, sau đó vui vẻ thơm lên má tiêu chính văn một cái, cười nói con biết bố là siêu nhân của con mà. Còn Khương Vi Nhan nghe tiêu chính văn nói vậy, vội vàng kéo anh ra ngoài, vừa tức giận nói tiêu chính văn. Anh làm gì thế? Tại sao anh lại đồng ý chuyện này với Nana? Rõ ràng anh biết thằng nhóc kia là con trai của đại sứ Bốp, những người thấp cổ bé họng như chúng ta sao có thể bắt con trai một đại sứ xin lỗi Nana chứ? Nhớ có xảy ra xung đột với đại sứ Bốp thì người xui xẻo chắc chắn sẽ là nhà chúng ta, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Khương nữa. Khương Vi nhan cuống hết cả lên, cô khoanh tay trước ngực, Cảm thấy rất bất mãn khi Tiêu Chính Văn đồng ý với Nana chuyện này. Tiêu Chính Văn thản nhiên nhún vai, giải thích, vi Nhan, em yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Ở Hoa Quốc lẽ nào không còn luật pháp sao? Tuy là con trai của đại sứ, nhưng vô duyên vô cớ đẩy ngã Nana, sỉ nhục con gái anh mà không xin lỗi, anh không đồng ý." "Anh, sao anh lại không nghe em chứ? Thôi vậy, em mặc kệ anh đấy, anh đừng có làm liên lụy đến con gái em." Khương Vi Nhan tức điên, dậm chân một cái rồi quay trở về phòng khám tư, bế Na Na về. Lúc ra đến cửa, Na Na nằm dựa vào vai Khương Vi Nhan, nở nụ cười đáng yêu ngây thơ, vẫy tay với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn mỉm cười, cũng vẫy tay với cô bé. Chờ Khương Vi Nhan đi rồi, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng, tỏa ra sát khí ngút trời. Sau đó, anh gọi điện thoại cho Long Nhất, nói, ngày mai lấy chiến bảo hoa văn rồng xanh tới, chờ tôi ở nhà. Gió, ở đầu bên kia điện thoại, Long Nhất nghe thấy thế, cả người run lên, sau đó tỏ vẻ kích động và sùng bái. Nhiệm vụ lớn, chắc chắn là nhiệm vụ lớn. Tiêu chính văn cúp máy, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, nhỏ giọng nói, trên đời này, không ai được sỉ nhục con gái tôi cả. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan đi làm, trong nhà chỉ còn Nana và Tiêu Chính Văn. Lúc này, ở bên ngoài, ba chiếc xe long kỳ màu đen của quân đội Hoa Quốc, trên xe cắm cờ của Hoa Quốc và tinh kỳ của quân đội, chậm rãi dừng ở cổng sân nhỏ. Cửa xe mở ra, lòng nhất mặc quân phục màu xanh lá cây đậm, đội mũ kepi, trên vai là quân hàm thượng tướng với ba sao và bông lúa vàng lấp lánh, hai tay bê một chiếc hộp gỗ màu đỏ tươi viền vàng, khảm hai con rồng vàng, một cách thành kính, bước xuống xe chiếc hộp gỗ này có giá trị cực kỳ cao. Long Nhất đứng lại, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, đằng sau có bốn người lính mặc quân phục, mang theo súng, sắc mặt nghiêm túc cất bước theo Long Nhất vào trong sân nhỏ. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ôm Nana chơi trong phòng khách. Nana nhìn thấy mấy chú bộ đội bước vào, lập tức mở to mắt, chỉ vào họ kêu lên, bố ơi nhìn kìa, bố mau nhìn đi, là chú bộ đội. Tiêu chính văn yêu chiều xoa đầu Nana, nói hôm nay bố đưa con đến trường bắt thằng nhóc đẩy ngã con phải xin lỗi được không được ạ à, nana nghiêm túc gật đầu đáp tiêu chính văn đứng tại chỗ khí thế của anh lập tức trở nên trầm ổn như một ngọn núi bất động khiến người ta có cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng nana trước mắt nhìn người bố trước mắt khuôn mặt cô bé đỏ ửng vô cùng kích động và hưng phấn bố mình đẹp trai quá lúc này hai tay Long Nhất bê chiếc hộp gỗ đỏ tươi khảm rồng vàng uốn lượn, bước từng bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Chủ soái, chiến bào rồng xanh đã tới. Long Nhất cung kính cúi người, hai tay nâng lên, đưa chiếc hộp gỗ đến trước mặt Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng trang trọng. Sắc mặt Tiêu Chính Văn bình tĩnh, giơ tay ra, khẽ vuốt ve chiếc hộp gỗ này. Trong mắt anh bỗng tỏa ra khí thế đủ để nuốt trọn trời đất nana cũng tò mò giơ ngón tay nhỏ trắng nõn ra khẽ chạm vào chiếc hộp lập tức giật mình vì sự lạnh lẽo của nó tiêu chính văn mỉm cười nhéo cái mũi nana nói thứ này con không được động vào chờ con lớn vào ngày con lấy chồng bố sẽ tặng thứ này cho con nana chớp đôi mắt hoài nghi gật đầu sau đó lại sợ hãi ôm lấy cổ tiêu chính văn kêu lên không không đâu nana không muốn lớn không muốn lấy chồng Nana muốn ở với bố cơ. Tiêu chính văn nghe thấy thế, trong lòng rất ấm áp, khẽ xoa đầu Nana, sau đó đặt cô bé xuống. Lúc này, đôi mắt tiêu chính văn rất sâu, anh nhìn chiếc hộp gỗ màu đỏ khảm rồng vàng trước mặt, hít sâu một hơi. Giơ tay, cạch, mở nó ra. Chiếc hộp khảm rồng vàng bằng gỗ đàn hương nhẹ nhàng được mở ra. Hơi lạnh thấu xương tỏa khắp nhà, lập tức bao trùm cả biệt viện nhà họ Khương. Những người nhà họ Khương không biết chuyện, lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn trời, kinh hãi kêu lên. Trong chiếc hộp gỗ, chiếc chiến bào vải màu xanh, theo chỉ vàng, đang yên lặng nằm trong đó. Nên vải màu xanh, dùng chỉ vàng theo rồng. Đây là quân bào của chủ soái Bắc Lương. Rồng vàng bá đạo lạnh lùng, sát khí vần quanh. Chỉ riêng chiếc quân bào này cũng đủ khiến đội quân triệu người khiếp sợ chủ soái Bắc Lương từng treo chiếc quân bào này ở biên cương, lập tức khiến liên quân ba nước sợ hãi rút lui. Vô địch đương thời, trí tôn vô thưởng, tiêu chính văn giơ tay, vung một cái, khoác quân bào lên người. Hoa văn rồng xanh trải rộng ra, rồng cưỡi ngàn mây, nhe nanh giận dữ. Long tướng Bắc Lương, Long nhất bái kiến chủ soái. Long nhất chắp hai tay, quỳ một gối xuống, trịnh trọng hành lễ bốn người lính phía sau cũng quỳ lại. Hoa văn rồng xanh, chủ soái giá lâm. Thấy chiến bào rồng xanh như thấy đội quân Bắc Lương 300.000 người. Khoảnh khắc đó, cả người tiêu chính văn tỏa ra khí thế hào hùng ngút ngàn. Tư thế vương giả, trên cao ngạo nghễ Xuất phát, tiêu chính văn bế na na lên, sắc mặt bình tĩnh, cất bước ra ngoài cửa. Đám người long nhất cũng vội vàng đứng dậy, đi theo phía sau đầy sùng bái chương 228, đây là Hoa Quốc. Ra khỏi cửa nhà, lòng nhất cầm chiếc áo choàng màu đen, cung kính nói, chủ soái ngoài này gió to, để tôi khoác áo choàng cho anh. Quân bào hoa văn rồng xanh là vinh dự của Hoa Quốc, không được xúc phạm. Đến gió xung quanh lúc này cũng tạm dừng. Tiêu chính văn gật đầu, lòng nhất cung kính khoác áo cho anh. Nhưng, cho dù khoác thêm áo choàng thì vẫn không thể che giấu quân uy và sự lạnh lùng của chiếc quân bào rồng xanh kia. Chỉ vàng rồng vàng, uốn lượn đạp mây. Tiêu chính văn khẽ buộc dây lại, ôm Nana đang chớp đôi mắt, vẻ mặt tò mò trong lòng, nói với Long Nhất chuyển hướng. Đến đại sứ quán, oan có đầu nợ có chủ. Hôm nay bản soái muốn xem con trai của đại sứ bốp này kiêu ngạo đến mức nào. Gió. Long Nhất đáp lời, cung kính mở cửa xe, lấy tay che chỗ cửa xe để tránh cụng đầu. Tiêu chính văn cúi người chui vào trong, Nana trong lòng anh cứ tò mò quan sát hai chiếc xe long kỳ của quân đội Hoa Quốc. Đồng thời, cô bé cũng đang đánh giá tiêu chính văn. Bố mình, hình như hôm nay rất khác. Khí thế trên người che phủ, nuốt chừng trời đất, đây có còn là bố mình không? Bố ơi, Nana sợ, hay là chúng ta nghe lời mẹ, không đi nữa? Nana ôm chặt lấy cổ tiêu chính văn, khuôn mặt tỏ vẻ hơi sợ hãi. Cô bé sợ bố mình sẽ gặp phải rắc rối, sợ bố mình bị thương. Tiêu chính văn nhéo mũi Nana, cười nói, Nana đừng sợ, có bố đây. Bảy chữ này bình tĩnh thản nhiên, lập trường vững vàng. Con gái của chủ soái Bắc Lương không thể bị bắt nạt được. Kẻ bắt nạt phải trả cái giá đau đớn. Tiêu chính văn ngồi trong xe, ngẩng đầu lên, đôi mắt bắn ra sự lạnh lùng khiếp người anh ra lệnh với long nhất ở ghế lái thông báo với sở chỉ huy quân đội tu hà điều binh long nhất nghe thấy thế thì tỏ vẻ run sợ sắc mặt nghiêm túc vâng mà tướng tuân lệnh long nhất gật mạnh đầu chủ soái cần điều bao nhiêu lính một nghìn người đủ không ạ à? long nhất quay lại hỏi vẻ mặt sùng bái ồ nếu trong xe có người khác thì họ đã phải há hốc miệng rồi một một nghìn lính tiêu chính văn có thể điều được một nghìn lính của sở chỉ huy quân đội tu hà sao một nghìn lính cũng đâu phải con số nhỏ nhưng đôi mắt tiêu chính văn sâu thẳm lạnh lùng thốt ra mấy chữ không đủ thêm đi long nhất nhíu mày hỏi ba nghìn người đủ không ạ à? sắc mặt tiêu chính văn bình thản lắc đầu nói thêm nữa năm nghìn người đủ không ạ à? lúc này vẻ mặt long nhất đã trở nên nghiêm trọng hỏi 5.000 người bao vây đại sứ quán. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Quốc. Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan quan trọng. Đến lúc đó, có khi chủ soái sẽ đắc tội một số người quyền quý và có động chạm lợi ích. Thậm chí, còn đắc tội với cả Tổng Bộ Đại sứ quán của Mỹ Quốc ở Long Kinh. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn lắc đầu. 10.000, điều 10.000 lính, bảo hàn lợi dân phối hợp vô điều kiện, Tiêu Chính Văn nói, chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng vô cùng khí thế. Mười nghìn lính, trong vòng nửa tiếng phải đến nơi, phong tỏa cả đại sứ quán. Trong phạm vi 5 km vuông, không cho bất cứ ai ra vào. Rõ chưa? Lúc này, Nana nằm trong lòng nghe Tiêu Chính Văn và Long Nhất nói chuyện, đôi mắt mở to, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vẻ kinh ngạc. Mười nghìn lính, mười nghìn lính, bố mình có thể điều động mười nghìn người. Nana không dám tưởng tượng, một con số quá lớn, 10.000 lính bao vây đại sứ quán, đủ để chấn động Long Kinh của Hoa Quốc, khiến các quan chức cấp cao ở Long Kinh phải mất ngủ cả đêm. Chẳng lẽ muốn san bằng cả đại sứ quán sao? "Bố ơi, bố thực sự có thể điều 10.000 người, người đến sao?" Nana nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa lo lắng. Trong con mắt ngây thơ non nớt của Nana, Tiêu Chính Văn chính là siêu nhân. Tiêu chính văn dịu dàng nhìn Nana, nói, được chứ. Bởi vì bố là chủ soái Bắc Lương. Chủ soái Bắc Lương, đúng, bố mình là chủ soái Bắc Lương cơ mà. Đây là bí mật của tiêu chính văn và Nana. Cho dù có nói ra, sợ là người khác cũng không tin. Lúc này, lòng nhất hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, cung kính nói, rõ. Mà tướng tuân lệnh, 5 phút sau ba chiếc xe long kỳ của quân đội Hoa Quốc chậm rãi dừng trước cổng của Đại sứ quán Tu Hà. Tất cả các cửa ra vào của Đại sứ quán đều có lính đặc trùng mặc thường phục của nước khác. Tiêu chính văn bế Nana chậm rãi xuống xe, sắc mặt anh bình tĩnh, giữa đôi lông mày ẩn hiện sự lạnh lẽo. Nana trong lòng anh cũng chấp đôi mắt to, vừa tò mò vừa xa lạ nhìn tòa nhà trước mặt, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ tiêu chính văn bây giờ đang lúc đại sứ quán mở cửa, người nước ngoài ra vào nườm nượp. Lúc này, bọn họ cũng đều đưa mắt nhìn ba chiếc xe long kỳ đỗ trước cổng. Bọn họ biết loại xe này, nó có logo và ý nghĩa đặc biệt ở Hoa Quốc. Trong lễ duyệt binh ngày quốc khánh của Hoa Quốc, thủ trưởng cùng với chủ soái năm chiến khu lớn đều ngồi chiếc xe long kỳ này, đi qua thiên môn của Hoa Quốc thăm hỏi đội quân triệu người. Cảnh tượng đó khiến bao nước phải khiếp sợ đi thôi, chúng ta vào trong. Sắc mặt tiêu chính văn bình thản, dịu dàng yêu chiều bế na na, hai người chậm rãi bước về phía cổng chính của đại sứ quán. Long nhất theo sát phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trước khi cất bước vào đại sứ quán, tiêu chính văn đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi, 10.000 lính, đến đâu rồi? Thưa chủ soái, 10.000 lính của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã điểm danh xong xuôi, đang trên đường đến đây, chắc 10 phút nữa sẽ đến nơi phong tỏa toàn bộ đại sứ quán. Long Nhất Khom lưng trả lời, thái độ rất tôn kính. Tốt, tiêu chính văn gật đầu. Hãy nhớ, phong tỏa trong phạm vi 5 km vuông, không cho bất cứ ai ra vào. Cảnh cáo 3 lần không nghe thì bắn. Hôm nay điều binh bao vây đại sứ quán, chủ soái Bắc Lương đến tận nơi, chỉ để lấy lại công bằng cho con gái mình. Tiêu chính văn muốn xem đại sứ bốp này vinh váo kiêu căng đến mức nào, mà dám dạy con trai không coi hoa quốc gia gì như vậy. anh cứ thế bế nana na, đường hoàng bước vào đại sứ quán. long nhất tỏ vẻ kính nể trên người mặc quân phục xanh đậm tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương thân hình chẳng khác gì mũi đao đi sát phía sau trước cổng đại sứ quán hai tên lính đặc trùng nước ngoài đeo tai nghe chia tay ra cản lại lạnh lùng nói không có hẹn trước thì không được vào mời đi cho tiêu chính văn nhíu mày ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh. Long nhất, veo, một cái bóng lao tới, bốp bốp hai cái, đánh cho hai tên lính đặc trùng nước ngoài kia bay ra ngoài, và mạnh vào cổng của đại sứ quán. Âm, um, cả cánh cửa lớn vỡ vụn, ánh mắt tiêu chính văn lạnh lùng, tỏa ra khí thế của bậc quân vương, đi lướt qua hai tên lính đặc trùng kia, chỉ để lại một câu. Ở Hoa Quốc, tức là trong lãnh thổ Hoa Quốc, còn chưa có nơi nào mà bản soái không được đặt chân đến. Cho đám man di nước ngoài các người nơi làm việc chứ không phải cắt đất. chương 229, tội chết. Vừa dứt lời, tiêu chính văn đạp cửa sông vào. Cả quá trình không ai dám ngăn cản. Khí thế nuốt chừng vạn dặm núi sông, tựa như rồng dáng thế. Khí thế trên người tiêu chính văn quá đỗi lớn mạnh, chấn động cả đại sứ quán. Lúc này, đám nhân viên văn phòng nước ngoài kia đều tránh né không kịp hết sức lo sợ tất cả mọi người đều bị khí thế kinh hoàng trên người tiêu chính văn làm cho sợ hãi nghĩ lại còn dùng mình nana na, hôm qua người đẩy ngã con là con trai của đại sứ sao tiêu chính văn hỏi nana chớp đôi mắt to tròn mấp máy cái miệng nhỏ gật đầu nói vâng thưa bố cậu ta còn mắng con là đồ con lợn hoa quốc còn dùng tiền đập con và mẹ nghe vậy trên người tiêu chính văn toát ra vẻ lạnh lẽo ngút trời, nói, được. Vậy chúng ta đi tìm đại sứ, con hư là lỗi của bố. Sứt lời, tiêu chính văn ôm nana na lên, chạy thẳng một mạch đến văn phòng đại sứ quán trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người. Cùng lúc này, ở tầng 3 đại sứ quán, trong phòng họp của tổng đại sứ, đại sứ bốp đang ngồi phía trước bàn họp, mặt nở nụ cười lạnh lùng, ra lệnh cho đám nhân viên đại sứ quán bên dưới trao đổi xem làm sao có được tình báo của nội bộ Hoa Quốc. Cốc cốc cốc, lúc này, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên, làm kinh động đến cả phòng họp. FCK, ai, không biết bọn tôi đang họp lãnh đạo cấp cao à? Có chuyện gì lát nữa hãy nói, đại sứ bốc ngồi trước bàn họp, thái độ ngang ngược quát về phía cửa. Là người đứng đầu đại sứ quán, thứ ông ta ghét nhất chính là lúc mình đang họp bị người và việc khác làm gián đoạn đám nhân viên cũng không để ý tiếp tục họp nhưng cốc 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 tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên càng mạnh hơn và vang vọng hơn lần trước ngay cả tiết tấu cũng mang vẻ mất kiên nhẫn fck fck con mẹ nó mày là ai tao đang họp cút ra ngoài đại sứ bốp tức giận gầm thét về phía cửa các nhân viên đại sứ quán có mặt cũng đầy vẻ khó chịu nổi giận đùng đùng phải biết rằng đây là đại sứ quán là nơi có bối cảnh nhất tu hà cho dù là thiếu tá của sở chỉ huy quân đội và chủ tịch thành phố tu hà có đến đây thì cũng phải theo quy tắc chính vì đây là đại sứ quán những người ngồi đây đều là nhân viên nước ngoài đều là viên chức của đại sứ quán thân phận tôn quý nhưng lúc này bên ngoài cửa lại có kẻ không biết nặng nhẹ cứ làm phiền cuộc họp bí mật của bọn họ ngoài cửa tiêu chính văn cao mày Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao. Chủ soái, giao cho tôi đi. Long Nhất ở phía sau nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, lùi về sau mấy bước. Long Nhất ở phía sau nhanh chóng bước lên. ầm, uhm. một tiếng vang dội cửa của phòng họp bị đạp bay như rời núi lấp biển. Trong phòng họp, lúc này đám nhân viên của đại sứ quán đều nhướng mày, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn nhìn cánh cửa bị đá bay. ầm. Uhm. Cửa gỗ bị đá bay, đập mạnh lên bức tường phía sau, trong phút chốc cánh cửa vỡ nát, bức tường nứt toác. Sát khí, trong phút chốc đã tràn ngập cả phòng họp. Những thành viên của đại sứ quán sau khi kinh ngạc đờ đẫn khoảng nửa phút mới tỉnh táo lại từ trong hoảng sợ. FCK, có lý nào lại như vậy? Mày là kẻ nào, dám đến đại sứ quán sắc sược? Đại sứ bốp nổi điên tại chỗ, đứng bật dậy, nhe răng trợn mắt, điên cuồng chỉ vào tiêu chính văn gầm thét. Lúc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều dán vào hai bóng người ở cửa. Chỉ nhìn thấy nam thanh niên người khoác áo choàng màu đen, ôm một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, bước từng bước vào phòng họp. FCK, bọn mày là ai? Con người của đại sứ bốp co rút lại, sắc mặt rất khó coi. Ông ta không quen người trước mắt, lửa giận trong lòng bùng cháy dám tự tiện xông vào đại sứ quán còn đạp hỏng cửa của tao bọn mày có biết đây là tội chết không là tội chết đấy có ý khiêu khích chiến tranh cuộc họp bí mật của đại sứ bốp bị gián đoạn lúc này cơn giận trong lòng không có chỗ phát tiết ông ta chỉ vào tiêu chính văn mặt đỏ tía tai mà hét lên bảo vệ người đâu lôi toàn bộ bọn họ ra ngoài na na bị dọa sợ đến mức mặt tái nhợt vội ôm cổ tiêu chính văn mà lúc này sắc mặt tiêu chính văn bình tĩnh chậm rãi đi đến trước mặt đại sứ bốp đang giận dữ cửa là người của tôi đạp hỏng ông có ý kiến gì không lửa giận trong mắt và lời chửi mắng trong miệng của đại sứ bốp bỗng nhiên bị chặn lại cảm giác mà thanh niên này mang đến cho ông ta rất khủng bố ánh mắt của anh có một loại ma lực thu hút người khác giống như khoảnh khắc đó ông ta đang đối mặt với ma vương của địa ngục vậy trong phòng họp những nhân viên của đại sứ quán đều sững sờ. Tên này là ai? Tại sao lại dám ngông cuồng và hống hách như thế? Mày là ai? Mặt đại sứ bốp đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm tiêu chính văn, hỏi với vẻ cảnh giác. Có thể xông vào đây thì xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhưng khóe miệng tiêu chính văn nhếch lên nụ cười nhạt, cũng không trả lời câu hỏi của ông ta. Ánh mắt anh lạnh tanh, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên người đại sứ bốp, lạnh lùng lên tiếng hôm qua con gái tôi bị con trai ông đẩy ngã chảy đầu gối và bàn tay mà con trai của ông không những không xin lỗi còn nhục mà con gái tôi là đồ con lợt thậm chí còn đập tiền lên người vợ và con gái tôi ông biết chuyện này không đại sứ bốp ngạc nhiên sắc mặt lập tức lạnh băng đương nhiên ông ta biết chuyện này hôm qua con trai ông ta đã khoe khoang với ông ta mà bốp còn rất vui vẻ khen con trai mình Nói thằng nhóc làm rất tốt, con dân của Hoa Quốc đều là đồ con lợn. Ông ta cảm thấy tự hào với hành động của con trai mình. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có người đến tận nơi gây chuyện. Đại sứ Bốp ngẩng đầu lên, cười khẩy nói, "Tao biết thì đã sao?" "Thế nào, mày là bố của con bé này à? Muốn ra mặt thay nó sao? Vậy mày có biết đây là đâu không?" Đại sứ Bốp gầm thét, lửa giận trong mắt bùng cháy. Tiêu chính văn ngước mắt, nhìn ông ta với ánh mắt thản nhiên. Ồ, ông biết sao, vậy thì dễ rồi. Nói xong, tiêu chính văn đưa Nana na cho Long Nhất Bế, sau đó sắc mặt lạnh băng, một tay túm lấy cổ áo của đại sứ bốp, sách ông ta đường đường là đại sứ lên giữa không chung. Lúc này, tất cả thành viên trong phòng họp đại sứ quán đều bị hành động của tiêu chính văn dọa sợ mất mật. Đây, đây là sức mạnh thế nào? Mà có thể sách đại sứ bốp lên. Tiêu chính văn một tay sách đại sứ bốp lên, ánh mắt u ám thâm sâu, nói, vậy ông dạy dỗ con trai ông thế nào? Cả người đại sứ bốp bị sách ở giữa không trung, hô hấp hơi khó khăn và dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, hai chân lơ lửng giữa không trung không ngừng vùng vẫy, gào thét tao dạy con trai tao thế nào thì có liên quan gì đến mày? Đám đồ con lợn hoa quốc các người, FCK, FCK, buông tay ra cho tao. Xem bộ dạng này, Quả nhiên là bố nào con nấy, sung túng cho con trai của mình, đẩy ngã con gái của tôi, ông có biết hậu quả là gì không? giọng nói của Tiêu Chính Văn tựa như băng lạnh nhìn năm, không có bất kỳ cảm xúc gì. Với anh mà nói, đám thành viên của đại sứ quán này đều là bọn man dợ nước ngoài, từ trong xương tủy đã xem thường người Hoa Quốc. Nhưng Hoa quốc ngày hôm nay sớm đã không còn là Hoa quốc của trăm năm trước nữa rồi nói lý lẽ với bọn chúng chỉ phí nước bọt. Mà tiêu chính văn chính là lý lẽ lớn nhất. Lúc này, cả người đại sứ bốp bị sách lên giữa không chung, đôi mắt đỏ ngầu, gầm thét giận dữ và không cam lòng FCK. Đồ con lợn Hoa Quốc, đây là đại sứ quán, mọi thứ ở đây đều thuộc về bọn tao. Bao gồm đất dưới chân mày, bây giờ mày tự tiện xông vào đại sứ quán, còn ra tay với đại sứ là tao, tội không thể tha. Tội không thể tha tao phải kêu người bắt cả nhà bọn mày lại, tao phải tố cáo bọn mày với tội danh khiêu khích hai nước chiến tranh, xử bắn tụi mày. Nghe vậy, sự lạnh lùng trong mắt tiêu chính văn bỗng sông thẳng lên mút trời, suýt nữa thì lật tung cả đại sứ quán. Ông nói cái gì, đất ở đây cũng là của các ông ư, đám man dợ các người, đây là hoa quốc, sở dĩ các người có thể làm việc ở đây là hoa quốc bố thí cho các người. Hoa Quốc sớm đã không còn là đất nước bấp bênh trăm năm trước nữa rồi. Hoa Quốc ngày hôm nay đủ để chấn động đám man dợ nước ngoài các người đấy. Mỗi tấc đất dưới chân các người đều là tắm máu các tướng sĩ và tổ tiên có công của Hoa Quốc tôi dùng máu để đổi lấy. Không được phép trà đạp và bôi nhọ. Trong mắt tôi, ông đã phạm tội chết. chương 230, biển người màu xanh đậm. Mặc dù đại sứ bốp bị nhấc lên giữa không chung, nhưng lúc này ông ta không chút hối hận hay sợ hãi. Vì đằng sau ông ta còn nước mẹ đẻ nữa. Ông ta giận dữ hết vào mặt tiêu chính văn, mẹ chứ. Đồ láo sược, đồ con lợn ngu ngốc đáng chết của Hoa Quốc. Đây là đại sứ quán, được quản lý bởi luật pháp công ước quốc tế. Cậu là cái thá gì chứ? Còn muốn định tội chết cho tôi. Cậu đại diện cho Hoa Quốc chắc. Đại diện cho Hoa Quốc. Tiêu chính văn híp mắt, chậm rãi nói, tôi đã nói rồi, tội của ông chính là tội chết. Trong thế giới hoa lệ này, tên của Tiêu Chính Văn, lời của Tiêu Chính Văn, đủ để đại diện cho cả Hoa Quốc. Lời nói của anh chính là luật pháp. Không ai được phép chất vấn. FCK, thằng nhãi này, mày nghĩ mày là ai? Đây là đại sứ quán, làm việc thì phải nắm rõ luật pháp quốc tế chứ. Hôm nay mày đến đại sứ quán của tao để gây sự hậu quả vô cùng nghiêm trọng cơn giận của đại sứ bốc như bùng nổ nghiêm giọng quát ông ta là người của đại sứ quán ở tu hà đây là cơ quan chính thức không ai dễ dàng đạp lên ông ta được ở các quốc gia khác nhau đại sứ quán là một cơ quan rất nhạy cảm tự ý xông vào đại sứ quán khác nào tự ý xông vào lãnh thổ của một quốc gia khác khác nào khiêu khích chủ quyền nhưng người thanh niên trước mặt này lại dám tự ý xông vào đại sứ quán hơn nữa còn không thèm coi luật pháp ra gì muốn định tội chết cho một đại sứ quá mức ngông cuồng cậu ta làm như thế là không để hoa kỳ trong mắt không để đại sứ quán trong mắt hậu quả khóe miệng tiêu chính văn đột nhiên nhếch lên vẽ một đường vòng cung ông đang nói hậu quả với tôi anh buông đại sứ bóp ra sau đó bình tĩnh lấy ra một điếu thuốc từ áo choàng và châm lửa tàn thuốc lóe lên đỏ rực thu hút ánh nhìn của mọi người trong và ngoài đại sứ quán trên đời này chưa từng có ai dám nói về hậu quả với tiêu chính văn chủ soái bắc lương đây là đại sứ quán cậu ngạo mạn như vậy náo loạn cả đại sứ quán này cậu biết hậu quả như thế nào không là tội chết bây giờ tôi có thể cho người lập tức dê chết cậu đấy đại sứ bốp cho rằng người thanh niên trước mặt sợ hãi nên ông ta càng nghiêm giọng mắng người đâu bắt mấy người bọn họ lại cho tôi con lợn hoa quốc ngu ngốc hôm nay cậu xông vào sứ quán của tôi như thế này vừa hay tạo cớ cho chúng tôi đến hoa quốc để gây chiến thôi ha 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 đại sứ bốp bật cười vẻ mặt đầy phấn khích ngay lập tức một đám tiểu đội vũ trang người nước ngoài nhanh chóng xuất hiện ở ngoài cửa súng tiểu liên trong tay đều chĩa vào tiêu chính văn và long nhất chỉ cần đám người tiêu chính văn dám manh động lập tức bắn chết nhưng đột ngột Toàn bộ tòa nhà đại sứ quán bắt đầu hơi rung chuyển. Ngay sau đó, cửa ra vào và cửa sổ của đại sứ quán bắt đầu rung lên và kêu lạch cạch, lạch cạch. Bên ngoài tòa đại sứ vang lên tiếng phanh gấp và hàng loạt tiếng bước chân hùng dũng, vô tận, giống như những con sóng quét qua bầu trời. Lúc này, toàn bộ tòa nhà đại sứ quán và thậm chí cả trên mặt đất, vô số cửa ra vào và cửa sổ đang rung chuyển và chấn động không ngừng. Trong phòng họp Tất cả nhân viên đại sứ quán nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng lo lắng và sửng sốt. "Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?" Đại sứ bốp còn kinh ngạc hơn, ông ta nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê đang lắc lư, vẻ mặt hết sức kinh hoàng. Lúc này, Tiêu Chính Văn hít một hơi thuốc, phun ra làn khói mỏng, nhẹ nhàng nói, "Chỉ dựa vào mấy người này của ông mà muốn hạ được tôi sao? Các người nhìn ra ngoài cửa sổ đi." Rớt lời Đại sứ bốp tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta vội vàng quay lại, sốt sắng bước đến mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trong chốc lát, một biển người màu xanh đậm trói mắt cùng quân hiệu trói lóa khiến ông ta sững sờ, đồng tử mở to. Cảnh tượng này, quá đáng sợ. Bên ngoài đại sứ quán, đường phố xung quanh đều bị phong tỏa. Một biển, những binh lính mặc quân phục màu xanh đậm trải dài toàn bộ đại sứ quán trong phạm vi 5 km. Biển người màu xanh đậm dài vô tận lúc này đã biến thành một con hải âu đang ngụy trang, trong nháy mắt dâng trào. Xe bọc thép ngụy trang quân sự, binh lính như lưới kiếm, đứng sừng sững trên mặt đất, lấp đầy mọi thứ trước mặt. Không ai có thể nhìn thấy điểm kết thúc của đoàn người này là ở đâu. Binh lính vác súng lên vai, lên nòng đạn. Ai nấy đều đội mũ bảo hiểm, mặc áo giáp và sử dụng súng tiểu liên. Trong đám đông còn có từng hàng xe tăng và xe quân đội vũ trang chống khủng bố. Trong bán kính 5 cây số của tòa nhà đại sứ quán, toàn là lính, chật ních người. Rốt cuộc có bao nhiêu binh lính đến đây? Định kích động chiến tranh giữa hai quốc gia sao? Đại sứ bốp, ngay lúc này hoàn toàn hoảng hốt, hai chân run lên, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Còn tiêu chính văn thì thở ơ đứng tại chỗ, vất điếu thuốc xuống, dậm mạnh một cái, nói, ông còn muốn nói chuyện với tôi về hậu quả không? Đại sứ bốp có thích hậu quả này không? Chân của đại sứ bốp mềm hoạt, gần như ngất đi. Đây là hậu quả mà tiêu chính văn nói đến. 10.000 binh lính bao vây đại sứ quán. Thật kiêu ngạo, thật bức người. Đây là hậu quả mà tiêu chính văn dành cho đại sứ bốp. Ai còn dám ra tay? Đại sứ bốp sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu chính văn đang thở ơ. Ngoài cửa sổ, biển người xanh thấm không nhìn thấy tận cùng khiến ông ta sợ chết khiếp. Đại sứ bốp chính là đại sứ phái cử, có ai mà ông ta chưa từng gặp, có tình huống nào mà ông ta chưa từng vấp phải, có sóng gió nào mà ông ta chưa từng trải qua. Nhưng vào lúc này, ông ta sợ rồi, thực sự sợ. Mười nghìn binh lính, quân uy thế nào cơ chứ? Cảnh tượng như vậy quá kinh ngạc. Đây là một lực lượng có bản lĩnh thật sự, một lực lượng mà không ai có thể chống đối. Trong phòng họp, các thành viên của các đại sứ quán khác đều đang run rẩy. Đại sứ Bốp, có chuyện gì vậy? Các thành viên của các đại sứ quán này không thể không đứng dậy ngay lập tức, nhìn ra bên ngoài đại sứ quán qua cửa sổ, ngay lập tức bị sốc bởi đám đông lính mặc quân phục xanh đậm bên dưới. Trái tim của họ bỗng nhiên ngừng đập. Khí thế lạnh lùng, quân uy thấu trời minh mông vô bờ, đây có phải là muốn kích động chiến tranh giữa hai nước không? Đồng thời, tất cả nhân viên trong sứ quán lúc này đều tràn đầy kinh hãi, không thể tin được mà nhìn đám binh lính dài vô tận bên ngoài, ai nấy sửng sốt không thôi. Tại thời điểm này, đại sứ quán đã hoàn toàn bị phong tỏa. Ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt. Tổng cộng 10.000 binh lính bao vây đại sứ quán. Chuyện gì vậy? đây chính xác là một cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử các nước. Cậu, cậu là ai? Đại sứ bốc hỏi một câu mà túa đầy mồ hôi lạnh trên trán, hô hấp trở nên gấp gáp, ông ta nhìn chầm chầm tiêu chính văn, cố gắng chống đỡ cơ thể. Tiêu chính văn thản nhiên chắp hai tay, đứng nghiêm, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin khuấy động đất trời, nói ông cho rằng tôi là ai? Anh mặc áo choàng đen, không gió mà động, mang theo khí thế bất khả chiến bại càn quét tứ phương, lập tức tràn ngập toàn bộ đại sứ quán. Cho dù cậu là quan chức cấp cao, là thượng tướng vương hầu, cậu cũng không thể sử dụng quyền lực riêng như thế này ở đây. Đây là đại sứ quán Mỹ quốc, được luật pháp quốc tế và Mỹ quốc bảo vệ. Đại sứ bốp không chịu yếu thế, hét lên. Làm đại sứ quán, trên trường quốc tế quả thực có loại đặc quyền này. Hơn nữa, trong thời gian không có chiến tranh, các lực lượng của các quốc gia không được phép tùy ý ra vào đại sứ quán. Cho dù hàn lợi dân có ở đây, anh ta cũng phải nể mặt đại sứ bốp vài phần. Tuy nhiên, tiêu chính văn, không phải hàn lợi dân, anh là chủ soái Bắc Lương. Đôi mắt của tiêu chính văn ánh lên sự lạnh lẽo, anh nhàn nhạt nói tôi không phải là quan chức cấp cao, cũng không phải là thượng tướng vương hầu. Nghe thấy lời này, đại sứ bốp vô cùng ngạc nhiên, lạnh giọng hỏi vậy cậu là ai tiêu chính văn thản nhiên bạt cười trực tiếp cởi thắt lưng trên eo xoạt chiếc áo choàng màu đen rơi xuống để lộ cơ thể của anh chiến bảo hoa văn rồng xanh tao nhã đó đã làm kinh ngạc hàng triệu đội quân vào lúc đó các thành viên đại sứ quán trong toàn bộ phòng họp tất cả đều run rẩy ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiến bảo hoa văn rồng xanh Chương 231, Long soái cấp 5 sao. Quân bào màu xanh đậm, thêu chỉ vàng, rồng vàng năm móng, bay lượn trên mây, ngày ngày bước trên mây. Đây, đây là chủ soái của Hoa quốc. Đây là quân bào chủ soái đã xuất hiện trong cuộc diễu binh Hoa quốc. Lúc này, đại sứ Bốp không tài nào đứng vững được nữa, hai chân run rẩy, ngã xuống ghế. Cả đời này, ông ta không bao giờ nghĩ rằng người ông ta vừa đối mặt và khiển trách lại thực sự là chủ soái của Hoa Quốc. Đây chắc chắn là một sự tồn tại bất khả chiến bại, trên vạn người dưới một người. Anh là chủ soái khu số một của chiến khu Hoa Quốc. Đây là địa vị cao nhất được hàng ngàn người tôn trọng. Ở chiến khu Hoa Quốc, cấp sao càng cao, càng được tôn trọng. Hoa văn rồng xanh, cậu ta đã lên tới cấp soái rồi sao? bọn họ đang đứng cùng với chủ soái đương thời của Hoa quốc ngay trong đại sứ quán tu hà nhỏ bé này. Trong phòng họp, Tiêu Chính Văn khoác lên chiếc quân bào hoa văn rồng xanh, bất khả chiến bại. Trong nháy mắt, tư thế hiên ngang như quân vương, quét ngang thiên hạ. Các quan chức cấp cao, Vương Hầu Long Kinh, thuộc hạ cấp dưới tộc Man Di ngoại quốc, gặp bản soái đều phải cúi đầu chào, Tiêu Chính Văn chắp tay, đứng nhìn xung quanh áp lực tỏa ra tựa như sấm sét bao phủ toàn bộ đại sứ quán, khiến đám đông sững sờ. Đám người tộc man di ngoại quốc vẫn luôn là bóng ma trong tâm trí trong họ, khiếp sợ vô cùng. Các quan chức cấp cao. Vương hầu năng thần. Vậy thì sao? Trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả đều phải cúi đầu, quỳ gối, cung kính hô to, chủ soái. Tiêu Chính Văn chính là chủ soái tối cao của Hoa quốc, đứng trên trăm triệu người đồng thời cũng được một tỷ người dân hoa quốc kính yêu toàn bộ những điều này được đánh đổi bằng xương máu vì vậy thuộc hạ như ông gặp tướng soái hoa quốc còn không quỳ xuống tiêu chính văn lạnh lùng nói cơn tức giận như bùng nổ giọng nói trầm mạnh khí thế ngút trời một âm thanh đầy áp lực vang lên khiến tất cả mọi người có mặt đều run lên vì sợ hãi tiếng thình thịch thình thịch thăng trầm không ngừng vang lên các thành viên lúc này đều hoảng sợ, đầu gối mềm nhũn, lần lượt quỳ trên mặt đất. Bốp tuy là đại sứ, nhưng lúc này ông ta cũng bị dọa sợ mất bóng vía, lập tức khuỵu gối xuống. Trên thế giới này, chủ soái của Hoa Quốc với chiếc quân bào hoa văn rồng xanh, đã từng gây chấn động hàng triệu đội quân các nước. Lúc này, đại sứ Bốp cả người run lên, giọng nói cũng run như cầy sấy, hỏi: "Xin hỏi, ngài, ngài là chuẩn soái sao?" Nghe thấy lời này, ánh mắt tiêu chính văn tỏa ra tia lạnh lùng, rũ lông mày, nhìn ông ta chằm chằm, lạnh lùng nói, chuẩn soái Ở trong mắt ông, bản soái chỉ là chuẩn soái cấp một sao. Chiến bộ hoa quốc phân chia theo cấp sao và chức soái soái vì cấp một sao là chuẩn soái Mà trên cầu vai càng có nhiều sao thì càng thể hiện vị thế cao cả. Hiện tại, có hơn 5 chiến khu lớn ở Hoa Quốc, lãnh thổ hơn vạn dặm, nhưng soái vị cao nhất cũng chỉ có 6 sao. Đều là những người lập công lớn trong việc dựng nước. Nhân vật đó hiện đang chấn thủ Long Kinh, thậm chí là sự tồn tại tối cao trong thâm cung. Lúc này, đại sứ Bốp suy đoán rằng người thanh niên trước mặt có thể là một chuẩn soái cấp 1 sao. Đây là tất cả những gì ông ta có thể nghĩ ra về danh tính và địa vị của anh. Bởi vì ở Hoa Quốc, muốn giành được cấp sao soái vị còn khó hơn leo lên trời. Từ khi lập Hoa Quốc, số người có cấp sao soái vị không quá mấy chục người. Bọn họ đều là tướng quân bất khả chiến bại, những người đã tung hoành khắp Hoa Quốc trong nhiều thập kỷ, khiến hàng trăm cường quốc phải khiếp sợ. Theo thống kê hiện tại của chiến bộ Hoa Quốc, chuẩn soái trẻ tuổi nhất cũng đã ngoài 40 tuổi. Có thể thấy, muốn có được cấp sao soái vị ở Hoa Quốc thì chẳng khác nào chèo thuyền ngược dòng. Mà người thanh niên trước mặt giường như chỉ mới ngoài đôi mươi mới ngoài 20 tuổi đó, đã được phong soái. Đây chính là một ngôi sao sáng của Hoa Quốc. Một chuẩn soái một sao ở độ tuổi ngoài 20, bốp đoán như vậy là đã đánh giá tiêu chính văn rất cao rồi. Tuy nhiên, tiêu chính văn lạnh lùng lắc đầu. Một sao, ông cho rằng bản soái chỉ là cấp một sao thôi, đôi mắt tiêu chính văn lạnh lùng nhìn chằm chằm bốp, giọng nói anh bình tĩnh. Đại sứ bốp, đại sứ bốp lúc này bỗng có cảm giác cổ họng như bị người ta bóp chặt. Khiến ông ta vô cùng khó thở. Chỉ là cấp một sao. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt không chỉ là chuẩn soái cấp một sao. Chẳng lẽ ngài là huyền soái cấp hai sao, đại sứ bốp khi nói lời này, cơ thể bỗng run lẩy bẩy. Ánh mắt tiêu chính văn hoàn toàn bình tĩnh, anh chỉ nhếch môi cười, nói, đại sứ bốp, ông xem thường tôi quá rồi đấy. Quỳnh! Lời này khiến đại sứ bốp quỳ dạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán túa như mưa. Chẳng lẽ cậu ta là địa soái cấp 3 sao? Thưa ngài, là, là địa soái cấp 3 sao, giọng bốp run lên vì sợ hãi. Địa soái cấp 3 sao? Ông ta cho rằng tiêu chính văn chính là một địa soái cấp 3 sao mới hơn 20 tuổi. Chuyện này không thể nào tưởng tượng được. Khủng bố quá. Đến hơi thở của bốp dường như cũng nứt đoạn tất cả các nhân viên đại sứ quán đang quỳ trên mặt đất cũng vô cùng kinh hoàng, sợ hãi, họ không thể tin được. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn vẫn lắc đầu nguầy người, Anh lạnh lùng hỏi, địa soái cấp 3 sao? Ha ha, ông có biết, trên cấp 3 sao còn soái vị nào nữa không? Quỳnh! Đúng lúc này, đại sứ bốp tựa như bị sét đánh, toàn thân đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh toàn thân chảy ròng ròng trong chốc lát. Trên cấp 3 sao? Cậu ta, thực sự trên cả mức cấp 3 sao. Sao có thể như thế được? Quá khủng khiếp. Tất cả thành viên trong sứ quán đều đang quỳ trên mặt đất, cả kinh, đồng tử nhanh chóng giãn ra. Một ý nghĩ ớn lạnh và đáng sợ bỗng lóe lên trong tâm trí họ. Cấp 4 sao? Cậu ta thực sự là một thiên soái cấp 4 sao? Một cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi đã là thiên soái cấp 4 sao? Đáng sợ thật sự ai nấy đều sững người, hít sâu một hơi. Có hơn 10 tướng soái trong Hoa Quốc, mà thiên soái cấp 4 sao là vô cùng ít ỏi. Họ đều là những nhân vật máu mặt đang chấn thủ Long Kinh. Là những ông lớn trong các ông lớn. Sự tồn tại như vậy hoàn toàn có thể phá hủy một thành phố chỉ bằng một lời nói, một hành động. Nhưng, giây tiếp theo, tiêu chính văn thở dài, nhìn khắp nơi, khiến ai nấy đều dùng mình. Câu nói này khiến trái tim mọi người lập tức co rút lại, hồn bay phách lạc. Thiên soái 4 sao, ha ha, tôi quên nói cho ông biết. Chiến khu Đông Nguyên, tư lệnh tối cao, chủ soái từ, từ kiêu long khi nhìn thấy tôi cũng phải cúi đầu xuống. Bởi vì soái vị của tôi còn cao hơn thế nữa. Quỳnh, trên cấp 4 sao, vậy không phải cậu ta chính là long soái cấp 5 sao à? Cả Hoa Quốc cũng chỉ có vài người lên được đến long soái cấp 5 sao ngoại trừ 6 vị nguyên soái cấp 6 sao trong thâm cung Long Kinh, hiện đang chấn thủ Hoa Quốc, và số ít người lập công lớn trong việc dựng nước đã mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu tại quân lang Long Kinh, trên thế giới này chỉ có một người duy nhất là Long soái cấp 5 sao. Đó là chủ soái Bắc Lương. 300.000 quân Bắc Lương khiến hàng triệu quân đội đến từ 8 quốc gia phải kinh sợ, đến ngày nay vẫn rõ mồn một. Lúc này, tiêu chính văn vùng tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc bội màu đen. Hổ phù, ngọc bội đen uy nghiêm, bên trên là vật tổ hình con hổ dữ tợn, sống động như thật. Ở giữa vật tổ được khảm năm ngôi sao sáng lấp lánh. Cấp 5 sao. quỳnh Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều xứng sờ trước cảnh tượng trước mắt, sắc mặt ai nấy tái nhợt, thở hổn hển. Cấp, cấp 5 sao hổ phù điều binh hoa quốc rơi vào tầm mắt của bọn họ, đồng tử như co rút lại. Cậu ta thực sự là một long soái cấp 5 sao. Chủ soái từ kiêu long của chiến khu Đông Nguyên phải sau hơn 40 tuổi mới có thể lên tới thiên soái cấp 4 sao. Nhưng mà người thanh niên trước mặt, mới hơn 20 tuổi, đã là một long soái cấp 5 sao. Cấp 5 sao, chỉ có thể là chủ soái Bắc Lương. Cả người đại sứ bốp lúc này run lên bần bật tới giờ ông ta mới ngỡ ra đứng trước mặt mình là nhân vật lớn tới cỡ nào. Một người như vậy, san bằng cả đại sứ quán dễ như trở bàn tay. chương 232, bố mẹ là Long Xoái. Đại sứ bốp quỳ dưới đất, cả người toát mồ hôi lạnh. Năm sao, Long Xoái năm sao. Long Xoái năm sao mới có hơn 20 tuổi. Kể từ khi thành lập Hoa Quốc đến nay thì đây là chủ soái trẻ tuổi nhất, cũng là chủ soái có tiếng tăm nhất, xì si xì. Si. Tất cả mọi người trong phòng họp đều hít vào một hơi lạnh, người run lẩy bẩy. Trừ chức thủ trưởng ở Hoa Quốc gia thì Long Soái năm sao vẫn là chức vụ cao nhất. Điều đáng sợ hơn là vị Long Soái năm sao này lại chính là chủ soái ở Bắc Lương. Mà vua Bắc Lương là người mà hàng triệu quân của tám nước nể sợ. Danh tiếng của 300.000 tướng sĩ Bắc Lương còn vang danh ra cả quốc tế. Hơn nữa, vị chủ soái bắc lương này còn có tài năng hơn người, người bình thường khó mà sánh cùng được. Cho dù là mấy tướng quân của Mỹ quốc, chỉ cần chứng kiến trận chiến của hàng triệu quân đó cũng đủ khiếp sợ mất vài ngày rồi mới kịp hoàn hồn, đến cuối cùng buộc phải rút quân. Hùng hậu, lớn mạnh, hoa quốc hưng thịnh. Đây là đánh giá cao nhất của các nước về chủ soái Bắc Lương. Chỉ cần có Bắc Lương thì cơ nghiệp muôn đời sau của Hoa Quốc chắc chắn sẽ hưng thịnh. Còn lúc này, sát thần tối cao đang đứng ngay trước mặt ông ta. Mặt đại sứ bốp tái mét, người run lẩy bẩy. Chào, chào chủ soái Bắc Lương, đại sứ bốp gần như chỉ gật đầu cung kính nói. Tiêu chính văn vẫn rửng rưng, lạnh lùng hỏi. Vừa nãy ông nói đây là đất mế quốc và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và mế quốc sao? Chuyện này, chỉ trong phút chốc, đại sứ bốp vô thức kinh sợ, vội vàng sửa lại, không không không, không phải vậy, đây là địa phận của hoa quốc là nước ngài cho chúng tôi mượn dùng hoảng loạn rồi chỉ cần bất cần chút thôi là đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức nói lý bàn luật pháp với chủ soái bắc lương chẳng khác nào nói chuyện bông đùa cả anh chính là lý lẽ của hoa quốc là luật pháp của hoa quốc tiêu chính văn hỏi vặn lại lúc nãy chẳng phải ông còn nói đòi tôi phải tự gánh lấy hậu quả nói tôi tự tiện xông vào đại sứ quán rồi đòi xử tử tôi sao Xoạt. Đại sứ bốp hít vào mấy hơi lạnh, vội vàng dập đầu xin lỗi, không không không. Chủ soái, chắc chắn là ngài nghe nhầm rồi, tôi không hề nói vậy, ở đại sứ quán này chủ soái muốn vào thì vào. Tại thời điểm này, tiếng tăm của tiêu chính văn vang danh khắp nơi, lại đang khoác trên mình quân bào của quân Thanh Long nên đó chính là lý lẽ lớn nhất. Bất kể là đám người trước mặt có tranh cãi gì thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật đó bởi vì chủ soái bác Lương có quyền nắm giữ sự sống và cái chết. Lúc này, Tiêu Chính Văn đón lấy Nana bé nhỏ đang rất căng thẳng và nghi hoặc từ trong lòng Long Nhất, nói với đại sứ Bốp, hôm nay tôi đến là để nói lý với ông, con trai ông đẩy ngã con gái tôi nên tôi cần một lời xin lỗi. Nghe vậy, Bốp ngay lập tức hiểu ra, gật đầu đáp vâng, vâng. Tôi chắc chắn sẽ xin lỗi chủ soái chắc chắn ạ. Ngay sau đó, ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bảo mẫu ở nhà rồi tức giận nói, phát, đưa thằng nhóc đó đến đây, mau lên." 10 phút sau, bảo mẫu dẫn thằng nhóc mắt xanh tóc vàng đi vào đại sứ quán. Thằng nhóc mặc một bộ vest đắt tiền, đi đôi giày da nhỏ, kiêu ngạo đi vào, thấy bốp và mọi người đang quỳ dưới đất thì bật cười nói, "Bố, mọi người đang làm gì thế?" Thấy con trai mình ngạo mạn đi vào, đại sứ bốp run lên bần bật, chỉ muốn giơ tay tát chết thằng nhóc lúc này tiêu chính văn đang bế na na cúi đầu nhìn thằng nhóc mắt xanh tóc vào đang đi vào rồi cất tiếng hỏi còn nhớ con bé không thằng nhóc mắt xanh tóc vàng đó ngẩng đầu lên nhìn na na trong lòng tiêu chính văn rồi ngay lập tức vì cười đáp là mày à con heo ngốc của hoa quốc sao mày lại ở đây tôi không phải là con heo ngốc của hoa quốc na na lớn tiếng phủ nhận không đích thị là mày không chỉ mày mà cả bố cả mẹ mày cũng là heo tất cả mọi người ở Hoa Quốc đều là heo. Bố tao bảo với tao vậy đấy. Mặt thằng nhóc mắt xanh tóc vàng đó đầy vẻ ngạo nghễ, khinh miệt. Thằng nhóc vừa dứt lời bèn khiến bốp đang quỳ dưới đất sợ xanh mặt, xém chút nữa thì tè ra quần. Bốp, ông ta đứng dậy xông tới, giờ phát tay lên vả thẳng vào mặt con trai mình, tức giận nói, phát. Quỳ ngay xuống, xin lỗi cô bé mau. Không, tại sao con phải xin lỗi chứ, con đã làm gì sai, thằng nhóc rất ngang ngược. "Phác, nếu mày không xin lỗi thì tao sẽ đưa mày về nước." Bốp lớn tiếng đe dọa. Lúc này, thằng nhóc mới hoảng sợ, quay sang xin lỗi Nana với vẻ không cam chịu, "Xin lỗi." Đại sứ Bốp cũng vội nói, "Chủ soái, thằng bé là trẻ con, nói năng còn thiếu suy nghĩ, mong ngài rộng lượng." Tiêu Chính Văn nhìn Nana, hỏi, "Sao? Con hài lòng chưa?" Nana rụi đôi mắt đỏ hoe gật đầu đáp, rồi bố ạ, à, chúng ta về thôi. Ừ, tiêu chính văn gật đầu, quay sang nhìn chằm chằm đại sứ bốp với ánh mắt lạnh lùng rồi cảnh cáo, nhớ lấy, chỗ này mãi mãi là địa phận của Hoa Quốc, không phải địa phận riêng của ông và đám thô bạo nước ngoài đó. Vâng vâng, tôi biết, đại sứ bốp gật đầu lia lịa. Tiêu chính văn quay người, bế na na rời khỏi đại sứ quán. Sau khi tiêu chính văn rời đi, đại sứ bốp mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống ghế rồi lại vội vàng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy 10.000 binh lính thẳng hàng ngay lối rút đi. 10.000 binh lính đấy. Nếu như ban nãy họ ra tay thật thì e là hôm nay đại sứ quán sẽ thành một đống đổ nát. Đại sứ, ngài không sao chứ? Đại sứ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Đắc tội với Long Soái năm sao thì. Đại sứ, hay là chúng ta báo tình hình với tổng đại sứ đi. Chủ soái Bắc Lương đó ngạo mạn quá dù gì thì đây cũng là đại sứ quán, vậy mà anh ta lại coi thường nước chúng ta và luật pháp quốc tế như vậy. Tất cả mọi người thi nhau tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tía tai. Sau khi cân nhắc kỹ, đại sứ bốp ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho giốc tổng đại sứ quán Long Kinh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông trung niên. Ông ta nói bằng giọng tông cao, pha chút kiêu ngạo, hỏi, bốp. có chuyện gì? Bốp ngay lập tức khom lưng khuỵu gối, vô cùng tức giận trình báo mọi chuyện với Gióc. Nghe xong, Gióc từ từ đứng dậy, tức giận hỏi lại, ông nói sao? Chủ soái Bắc Lương dẫn theo binh lính đến bao vây đại sứ quán Tu Hà sao? Đúng là ngang ngược, đại sứ quán là địa phận của Mỹ quốc, được pháp luật quốc tế bảo hộ. Chủ soái Bắc Lương đó muốn làm gì chứ? Hoa quốc muốn làm gì? Phản kháng, chúng ta phải phản kháng. Bốp, lập tức tìm các tài liệu liên quan gửi đến cho tôi, tôi sẽ đến tìm người phụ trách Hoa Quốc, đưa ra phản kháng chính thức. Sóc cúp máy, vẻ mặt đầy tức giận, ngay lập tức gọi điện thoại cho Đại sứ quán Ngoại giao Hoa Quốc, gióng giặc bày tỏ ý phản kháng và tạo áp lực cho bên đó. Nhưng đến cuối cùng, Hoa Quốc chỉ đáp lại bằng một câu duy nhất. Cách hành xử của chủ soái Bắc Lương là đại diện cho ý chí cao nhất của Hoa Quốc mong quý sứ quán hiểu rõ nguyên do trước khi đưa ra phản kháng. Nếu như gây chuyện vô cớ buộc phải đóng cửa sứ quán. Lập trường cứng rắn. Đó là lập trường cứng rắn nhất từ trước tới nay. Trước đây, bất kể là xảy ra chuyện gì, Hoa Quốc đều phản kháng lại. Nhưng hôm nay, Hoa Quốc lại cứng rắn như vậy, khiến dốc vô thức ngây người. Buộc phải phản kháng lâu dài rồi. Trong khi đó, tiêu chính văn bế Nana về đến nhà, Vừa vào cửa thì thấy Khương Vi Nhan đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hỏi: "Anh đưa Nana đi đâu vậy?" Tiêu Chính Văn sững người chốc lát, mỉm cười nói: "Bọn anh ra ngoài đi dạo thôi." "Thật không?" Khương Vi Nhan hỏi vặn lại, cô nhìn vào Nana rồi nói: "Nana, con nói thật cho mẹ đi, bố đã đưa con đi đâu?" Nana cong môi, khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn một cái, hỏi: "Bố ơi, con phải nói thật sao?" Tiêu chính văn mỉm cười chiều mến, nói con muốn nói thì cứ nói đi. Nana gật gật đầu, hào hứng nói, mẹ ơi, bố đưa con đến đại sứ quán, rồi còn bảo bạn Nam hôm qua xin lỗi Nana nữa. Nghe vậy, Khương Vi nhan chợt run người, căng thẳng nói, sao cơ? Bố đưa con đến đại sứ quán sao? Lại còn bảo bạn Nam đó xin lỗi con á? Đúng rồi mẹ, bố giỏi lắm, bố mặc bộ quân bào cực kỳ uy nghiêm, trên đó còn thêu một con rồng vàng bằng sợi vàng nữa, đám người đó đều quỳ trước mặt bố, nói bố là năm sao, long soái năm sao nữa. Nana na nghiêng đầu, kể rất nghiêm túc và hào hứng. Tiêu Chính Văn chính là anh hùng vĩ đại trong lòng Nana. Na. Cái gì? Long soái, năm sao á? Khương Vi Nhan biến sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, những gì Nana na nói là thật sao? Anh là long soái, năm sao à? Chương 233, người đó là Tiêu Chính Văn sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười, xoa đầu Nana, nói, "Nana, nãy bố đã nói với con thế nào?" "Đó là cách bố dùng để dọa bọn họ thôi, sao con lại cho là thật chứ?" Nghe vậy, Khương Vi Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là giả vờ. Nana chu môi, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hơi khó hiểu, rồi sát lại bên tai anh thì thầm nói, "Bố, bố định đợi để tạo bất ngờ cho mẹ à?" Tiêu Chính Văn mỉm cười, chạm nhẹ vào mũi Nana, nói, "Đúng rồi, thế con có giữ bí mật giúp bố không?" Hi hi hi. Nana đưa bàn tay nhỏ trắng nõn của mình lên che miệng, mỉm cười hồn nhiên đáp, "Được chứ, đó là bí mật của con và bố." Khương Vi Nhan nhìn hai bố con anh thì thầm nói chuyện, gương mặt vốn đang trách móc của cô cũng dần thay bằng nụ cười hạnh phúc. Sau đó Cô nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, "Tiêu Chính Văn, sếp có đồng ý ứng lương trước cho anh không?" Tiêu Chính Văn quên mất chuyện này, mỉm cười nói, "Sếp đồng ý rồi, mấy ngày nữa lương sẽ chuyển vào tài khoản của anh, đến lúc đó anh chuyển cho em, em có thể đưa Nana đến trường làm thủ tục nhập học rồi." Nghe vậy, Khương Vi Nhan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Nói rồi, cô mỉm cười véo nhẹ mũi của Nana và nói, "Nana con có thể đi học rồi, vui không con? Nana cười hì hì đáp, "Vui ạ, à, Nana có thể đi học rồi." Tại văn phòng tổng giám đốc, tập đoàn Đỗ Thị. Tâm trạng của Đỗ Hạo Hiên hôm nay rất khó chịu, thêm chuyện ban sáng hắn bị Đỗ Tình Tuyết và Tiêu Chính Văn làm mất mặt trước cả công ty lại càng khiến hắn cực kỳ tức giận. Trước mặt biết bao nhân viên của công ty mà Đỗ Tình Tuyết lại đứng ra bảo vệ một người ngoài, hoàn toàn không nể mặt hắn. Đáng ghét vô cùng đáng ghét. Đỗ tình tuyết, anh nhất định sẽ bắt em phải trả giá, sắc mặt đỗ hạo hiên lộ rõ vẻ lạnh lùng dữ tợn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của đỗ hạo hiên, hắn lạnh lùng quát một tiếng, vào đi. Cửa văn phòng được mở ra, Hàn Dung đi giày cao gót, sải bước đi vào, phần hông lắc lư theo bước chân. Cô ta vui vẻ nói, Tổng giám đốc đỗ, đã điều tra được lai lịch của tiêu chính văn đó rồi. Nghe vậy, Đỗ Hạo Hiên ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, cười khẩy nói, điều tra ra rồi sao? Nói đi, anh ta là ai? Hàn Dung khẽ nhướng cặp mày lá liếu, khóe miệng lộ rõ vẻ mỉa mai, nói Tổng Giám Đốc Đỗ, tiêu chính văn đó chính là người nhà họ tiêu duy nhất còn sống sót ở Tu Hà 5 năm trước, là một con chó hoang. Giờ anh ta ở rể tại nhà họ Khương ở Tu Hà. Vợ anh ta chính là Khương Vi Nhan, là người bị chính anh ta làm nhục trong hôn lễ 5 năm trước của anh ta cả trốn tu hà đều nói, Khương Vi Nhan đó là đồ hèn hạ phá hoại danh tiếng của cả nhà, con gái của cô ta cũng là một đứa con hoang, không danh không phận. Nghe vậy, Đỗ Hạo Hiên rất hào hứng, nói, nói vậy thì Tiêu Chính Văn là đồ vô dụng à. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Đỗ, tên Tiêu Chính Văn này đúng là một thứ vô dụng, Hàn Dung mỉm cười nói. Một tên vô dụng mà còn muốn đối đầu với bọn hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Đỗ Hạo Hiên bật cười thành tiếng, trong lòng hả hê hơn nhiều, nói, đúng là thứ vô dụng. Được rồi, để tôi xem đỗ tình tuyết em lấy gì ra đấu với anh. Ha ha, ha ha ha. Nhưng đột nhiên Đỗ Hạo Hiên nghĩ đến điều gì đó, lại nói, không đúng. Anh ta sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Một kẻ vô dụng làm sao lại có bản lĩnh như vậy được chứ, vừa lên tiếng mà đã hô hào được binh vương cấp 3 sao. Điều tra tiếp đi, không được bỏ qua bất cứ điểm nào. Dường như Hàn Dung sớm đã đoán được Đỗ Hạo Hiên sẽ nói vậy, cô ta đi đến cạnh Đỗ Hạo Hiên, ngồi thẳng vào lòng hắn, mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Đỗ, em đã điều tra rồi, tiêu chính Văn mất tích 5 năm là vì anh ta đến chiến khu nhập ngũ, nghe nói anh ta còn là quân sĩ xuất ngũ ở Bắc Lương, vậy nên có chút bản lĩnh cũng không có gì là lạ cả." Dù gì thì Bắc Lương cũng là chiến khu mạnh nhất ở Hoa Quốc, binh lính ở đó rất lợi hại nghe vậy đỗ hạo hiên vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi em chắc chắn chứ hình như hàn dung cũng biết trước chỉ nói suông sẽ không đủ sức thuyết phục được đỗ hạo hiên cô ta bèn lấy điện thoại ra lướt đến trang tin có liên quan đến chuyện đó rồi nói tổng giám đốc đỗ anh tự xem đi báo chí cũng nói tiêu chính văn là lính xuất ngũ lúc này đỗ hạo hiên mới thật sự tin hắn cười lớn vài tiếng rồi thẳng tay áp hàn dung xuống bàn làm việc rồi cởi bỏ áo khoác ngoài của cô ta chẳng mấy chốc, trong văn phòng có tiếng thở nũng nịu, còn có cả âm thanh vang lên theo nhịp. Khoảng nửa tiếng sau, Đỗ Hạo Hiên ngồi trên sofa hút thuốc, còn Hàn Dung thì ngả người lên ngực anh ta, áo sơ mi sộc sạch, nói Tổng Giám Đốc Đỗ, vậy chúng ta phải đối phó với tên Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết đó như thế nào đây? Đỗ Hạo Hiên hút vài hơi thuốc nữa rồi mới nói, đơn giản thôi, tối mai có tiệc hiệp hội doanh nghiệp ở Tu Hà rồi tên Tiêu Chính Văn và vợ anh ta chẳng phải là người nhà họ Khương sao? Nghe nói bọn họ cũng có tên trong danh sách được mời, đến lúc đó tôi sẽ cho vợ chồng anh ta một bài học nhớ đời. Còn về đỗ tình tuyết, he he, vẫn chưa phải lúc. Ngày hôm sau, tiệc hiệp hội doanh nghiệp Tu Hà được tổ chức ở Sơn Trang Bạch Mã. Sơn Trang Bạch Mã nằm ở ven đồi Bạch Mã của ngoại ô Tu Hà, cảnh đẹp mê ly, khuôn viên sang trọng. Ban đêm, sơn trang bạch mã sáng rực ánh đèn, nguy nga lộng lấy. Tại lối vào của sơn trang có đủ các hãng xe xịn như Porsche, Ferrari, Bentley và còn có cả Rolls Royce. Tối nay, đến tham dự tiệc ở Sơn Trang Bạch Mã đều là những người có tiếng ở Tu Hà, bao gồm cả những nhà giàu bậc nhất, hạng 1, hạng 2 của Tu Hà, cùng với những người có chức tước lớn như Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Tập đoàn, Doanh nghiệp, lúc ông cụ khương dẫn theo gia đình ba người của khương văn kỳ và gia đình khương vi nhan đến sơn trang bạch mã họ đã bị vẻ đẹp tráng lệ của sơn trang này làm cho ngạc nhiên hết lời ca ngợi sơn trang này thật sự rất xa hoa nghe nói chi phí lên đến một tỷ không hổ danh là hiệp hội doanh nghiệp tu hà cực kỳ lớn mạnh và hoành tráng nhưng trong đám người đó lại không hề có tiêu chính văn lý do rất đơn giản Ông Cụ Khương không cho Tiêu Chính Văn tham dự vì bữa tiệc hiệp hội doanh nghiệp lần này rất quan trọng, là cơ hội tốt để nhà họ Khương kết giao với nhiều người có tiếng, tuyệt đối không thể để con chó hoang Tiêu Chính Văn làm hỏng chuyện tốt được. Mặc dù Khương Vi Nhan đã thuyết phục rất nhiều lần nhưng đều bị ông Cụ Khương từ chối thẳng thừng. Tiêu Chính Văn thì lại thấy chẳng sao cả, anh an ủi Khương Vi Nhan, coi như không có chuyện gì. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Khương Vi Văn lại hơi dầu dĩ khương mỹ nghiên quay đầu nhìn khương vi văn đang thơ thẩn bật cười chê bai sao thế vẫn còn tơ tưởng đến con chó hoang đó à nếu nhớ anh ta thì về đi dù gì thì bữa tiệc tối nay cũng chẳng có liên quan đến mày lắm mày chỉ đi cho có mà thôi khương văn kỳ thấy vậy cũng quay đầu lạnh lùng nhìn một cái nghiêm túc nói khương vi nhan trên đường đến đây những gì tao nói với mày mày đã hiểu chưa Kế hoạch lần trước của Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên đã thất bại, vốn định khiến Khương Vi Nhan không thể tham dự bữa tiệc này nhưng giờ đã không còn cách nào có thể ngăn lại được rồi. Vậy nên, trên đường đến đây, bọn họ đã cảnh cáo Khương Vi Nhan, bắt cô phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Khương Vi Nhan nhìn Khương Học Bác một cái nhưng ông ta cũng chỉ thở dài bất lực. "Hiểu rồi ạ." À, Khương Vi Nhan đáp. Lúc này, Khương Văn Kỳ mới gật đầu vừa lòng, nói, "Hiểu là được rồi." bác làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho dòng tộc, cháu vẫn còn trẻ, còn nhiều chuyện chưa hiểu, ở cương vị là một người bác nên bác mới đứng ra giúp cháu. Nói rồi, tất cả người nhà họ Khương đều lấy giấy mời ra, đi về phía Sơn Trang Bạch Mã. Nhưng đúng lúc đó, họ lại nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce phen tầm quý tộc ở phía gần cổng. Phía trước cửa xe chính là chủ tịch Lý Trường Thắng, ông ta là người giàu nhất Tu Hà, là người đứng đầu của các gia đình giàu có, cũng là chủ tịch của tập đoàn có tiếng. Từng bước đi của ông ta có thể xoay chuyển nền kinh tế của cả Tu Hà. Lúc này, bọn họ thi nhau chen lên trước, hệt như sắp tiếp đón một nhân vật lớn rất cao quý vậy. Ở bữa tiệc, tất cả cậu ấm, cô chiêu, người đứng đầu các gia đình hạng 1, hạng 2 của Tu Hà đều chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng vì có lính gác nên bọn họ chỉ đành đứng nhìn từ xa, nét mặt tràn đầy vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ. Chúa ơi, nhìn kia, đó là chủ tịch Lý Trường Thắng, người đứng đầu nhà họ đường, nhà họ lôi và nhà họ nghiêm kia. Trời đất, đó là nhân vật lớn nào mà đến cả chủ tịch giàu nhất Tu Hà và mấy người đứng đầu dòng tộc phải đích thân đến chào hỏi thế kia. Cửa mở rồi kìa, xem xem đó là ai. Mọi người đều ngách cổ lên nhìn. Người của nhà họ Khương cũng không ngoại lệ, nét mặt vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ. Bố ơi, hôm nay có nhân vật nào lớn đến đây à khương mỹ nghiên hỏi nhỏ ánh mắt cực kỳ mong ngóng khương văn kỳ lắc đầu nói không thấy nghe nói gì nhưng nhìn cảnh tượng này thì chắc chắn là nhân vật lớn đến cả chủ tịch lý trường thắng cũng đích thân đi đến chào hỏi thì khả năng cao là người có tiếng từ thành phố tới khương vi nhan cũng dõi theo bóng dáng người xuống xe trẻ cao và đẹp trai đây gần như là tiếng đồng thanh của tất cả mọi người Khương thần nãy giờ đang cầm điện thoại bật chế độ quay phóng to gấp 4 lần đột nhiên kinh ngạc nói lớn trời đất. Ông ơi, bác ơi, mọi người nhìn mà xem, đó chẳng phải là tiêu chính văn sao. chương 234, con đàn bà đê tiện muốn trèo cao. Xoạt, trong nháy mắt, bảy tám con mắt đều đột nhiên nhìn chầm chầm Khương thần. Khương thần cũng sướng sờ, nhanh chóng cho mọi người xem điện thoại của mình, nói, mọi người xem, Người này có phải rất giống với Tiêu Chính Văn không? Đám người nhà họ Khương đều nhìn vào bức ảnh mờ mờ trong điện thoại của Khương Thần. Đúng là hơi giống, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng thân hình và khuôn mặt của người này quả thực là rất giống. Khương Vi Nhan cũng sững sờ, cô không dám tin, nhưng càng thêm nghi ngờ. Là Tiêu Chính Văn sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện đám người Lý Trường Thắng đã vây quanh nhân vật thần bí kia đi vào sơn trang Bạch Mã. Là Tiêu Chính Văn sao? Là anh ấy à? Khương Thái Sương và đám người Khương Văn kỳ kinh ngạc nhìn Khương Vi Nhan, hỏi: "Khương Vi Nhan, bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở đâu?" Khương Vi Nhan hơi hoảng sợ, lắp bắp nói: "Ở, ở nhà chơi với Nana." Cô cũng không chắc nữa. "Gọi điện, lập tức gọi điện cho cậu ta hỏi đi." Khương Thái Sương vội nói nếu như thật sự là tiêu chính văn thì thật bất ngờ. Ngay cả Lý Trường Thắng và những nhân vật cấp cao khác ở Tu Hà cũng phải đích thân nghênh đón người này, rốt cuộc người này là ai? Người này chính là cháu rể của lão sao? Nếu là như vậy, đối với nhà họ Khương mà nói thì quả thực là cơ hội trăm năm có một. Khương Vi Nhan căng thẳng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tiêu Chính Văn. Thành thật mà nói thì cô cũng không tin người đó là Tiêu Chính Văn nếu đó thực sự là anh thì cô phải làm thế nào đây? Tiêu Chính Văn lừa dối cô. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, là giọng của Tiêu Chính Văn, Vi Nhan, có chuyện gì vậy? Bữa tiệc ổn chứ, đã làm quen với ai rồi? Khương Vi Nhan cười nói, vẫn, vẫn chưa bắt đầu, Tiêu Chính Văn, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà, anh còn có thể đi đâu chứ? Anh đang chơi với Nana, Tiêu Chính Văn trả lời rất tự nhiên thật sao vậy anh quay một đoạn video cho em xem đi khương vi nhan nói chẳng mấy chốc đoạn video đã được gửi đến trong video quả thực là tiêu chính văn đang ở nhà chơi với nana lúc này đám người nhà họ khương mới thở phào nhẹ nhõm không phải tiêu chính văn không biết tại sao bọn họ vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy vui mừng gia đình ba người khương văn kỳ đương nhiên càng vui mừng hơn không phải tiêu chính văn thì tốt. Dù sao thì bọn họ và tiêu chính văn vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn. Nếu là tiêu chính văn thật thì bọn họ phải đối mặt với Khương Vi Nhan và tiêu chính văn thế nào đây? Tôi đã nói rồi, tên vô dụng như tiêu chính văn sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Tiết Mai trợn mắt, lạnh lùng lẩm bẩm. Từ phân cũng ngượng ngùng, đánh Khương thần vài cái, trách móc con nói lung tung cái gì vậy chứ? Khương thần cũng bất lực gãi đầu, lại nhìn bức ảnh mờ mờ, lẩm bẩm nói, nhìn giống lắm mà. Lúc này, Khương Thái Sương nghiêm nghị nói, được rồi, nói ít thôi, chúng ta vào đi. Nói xong, đám người nhà họ Khương cùng đi về phía cửa Sơn Trang. Mặt Khương Vi Nhan đầy vẻ nghi ngờ, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Tiêu Chính Văn và Nana. Còn bên này, sau khi Tiêu Chính Văn ra khỏi chiếc ron Royce, anh đã được Lý Trường Thắng và những người khác vây lấy, đưa đến phòng bao sang trọng nhất ở Sơn Trang. Lúc này, anh ngồi trên sofa, vừa gửi đoạn video anh đã quay từ trước cho Khương Vi Nhan, sau đó lại nghe Lý Trường Thắng cười nói, "Cậu Tiêu, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi muốn mời cậu phát biểu vài câu." Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng, nói, "Lý Trường Thắng, ông không biết là tôi không thích màu mè sao?" Lý Trường Thắng bị ánh mắt của Tiêu Chính Văn dọa sợ ông ta vội quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn trước những nhân vật hàng đầu ở Tu Hà, nói cậu Tiêu, cậu hiểu lầm rồi, tôi đã sớm có chuẩn bị về thân phận của cậu. Nói xong, Lý Trường Thắng vỗ tay, một cô gái bưng một chiếc khay đi vào, trên khay là vài chiếc mặt nạ giả hội. Cậu Tiêu, dùng cái này thì sẽ không có ai nhận ra cậu, Lý Trường Thắng cười nói. Tiêu Chính Văn liếc nhìn, bất lực nói, được rồi, tôi nể mặt ông lần này, không có lần sau đâu. Vâng. Lúc này Lý Trường Thắng mới lau mồ hôi hột trên chán, đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Sau đó, những gia chủ lớn đứng đầu Tu Hà nói chuyện vui vẻ với Lý Trường Thắng và Tiêu Chính Văn. Một lúc sau, Lý Trường Thắng nói, cậu Tiêu, bữa tiệc bắt đầu rồi. Tiêu Chính Văn khẽ đáp, đứng dậy, lấy mặt nạ màu trắng đeo lên mặt, sau đó dẫn mọi người ra khỏi phòng bao. Lúc này, Sảnh chính của Sơn Trang Bạch Mã đã chật kín khách mời. Những gia chủ của thế gia hạng nhất, hạng hai và đại diện của các doanh nghiệp đều đang giao lưu nói chuyện. Cho đến khi nhà họ Khương xuất hiện trong sảnh, không ít người liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trở nên khó coi. Đó chẳng phải là người nhà họ Khương à? Sao bọn họ lại ở đây? Nghe nói tỷ phú Lý đã đích thân mời bọn họ đến, cũng không biết là thật hay giả nữa. Phía sau có phải là Khương Vi Nhan không? Cô gái 5 năm trước làm bại hoại gia phong. Tiếng bàn tán của mọi người lúc này dần dần lan ra. Sắc mặt của người nhà họ Khương vô cùng khó coi. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên nhìn Khương Vi Nhan càng thêm xấu hổ và tức giận. Đều tại Khương Vi Nhan khiến chúng ta bị người khác cười nhạo. Tức chết mất, đúng là không nên đưa cô ta đi theo. Bây giờ thì hay rồi nhà họ khương chúng ta trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người khương mỹ nghiên lạnh lùng nói sắc mặt của khương thái sương cũng lạnh tanh cây gậy trống trong tay khẽ run lên nhưng bây giờ không còn cách nào khác không thể đuổi khương vi nhan đi trước mặt mọi người được làm như vậy thì nhà họ khương sẽ càng mất mặt hơn sẽ để lại cho mọi người ấn tượng về một gia đình bất hòa lúc này đỗ hạo hiên đang ngồi trên sofa ở một góc sảnh chính nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan cô đơn và yếu ớt trong đám đông. Hắn hỏi Hàn Dung bên cạnh, cô ta là Khương Vi Nhan à? Cũng xinh đẹp đấy, có thể trở thành một trong bốn đóa hoa ở tỉnh. Hàn Dung nghe thấy lời này của Đỗ Hạo Hiên, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng cô ta vẫn cố gượng cười nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, Khương Vi Nhan này là một đóa hoa ở Tu Hà, năm năm trước cũng có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ đáng tiếc là sau tất cả những gì đã xảy ra, bây giờ cô ta chỉ là một con đàn bà hèn hạ. Con đàn bà hèn hạ ư? Đỗ Hạo Hiên liếm môi, lộ ra nụ cười dâm đáng, nói, vậy thì tôi càng phải thử. Vợ của tên vô dụng Tiêu Chính Văn kia hẳn là ngon đây. Nói xong, Đỗ Hạo Hiên đứng dậy, cầm ly rượu, đi về phía Khương Vi Nhan. Phía sau, Hàn Dung nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt đố kỵ, sau đó cũng đứng dậy đi theo. Xin hỏi, cô là Khương Vi Nhan phải không? Đỗ Hạo Hiên bước đến trước mặt Khương Vi Nhan, lịch sự hỏi. Khương Vi Nhan giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt, cô gật đầu, đúng vậy, xin hỏi anh là? Đỗ Hạo Hiên nở nụ cười đẹp trai, cố ý khoe chiếc đồng hồ tiền triệu, đưa tay ra, tôi tên Đỗ Hạo Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ thị, mới đến Tu Hà được nửa tháng. Tập đoàn Đỗ thị Khương Vi Nhan nghe vậy, hơi kinh ngạc. Đương nhiên cô biết tập đoàn Đỗ Thị là tập đoàn giàu có mới ở Tu Hà, cũng là tập đoàn lớn ở tỉnh, có tài sản hơn 50 tỷ tệ, là gia tộc hãng nhất ở tỉnh. Thế lực lớn mạnh, tiền tài hùng hậu. Khương Vi Nhan vội vàng bắt tay Đỗ Hạo Hiên, vẻ mặt hưng phấn nói, xin chào Tổng Giám Đốc Đỗ. Đỗ Hạo Hiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, trong lòng trở nên vui sướng, bàn tay này thật mềm mại và xinh đẹp. Không hổ danh là người đẹp. Nhất thời, trong mắt Đỗ Hạo Hiên lộ ra dục vọng tham lam. Khương Vi Nhan bị ánh mắt của Đỗ Hạo Hiên dọa sợ, rụt tay về nói: "Tổng giám đốc Đỗ, anh." Đỗ Hạo Hiên cũng nhận thấy mình đã mất bình tĩnh, nhanh chóng buông tay, cười nói: "Thật xin lỗi, tôi bị vẻ đẹp của cô Khương thu hút rồi, xin lỗi." Khương Vi Nhan mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này, Hàn Dung nhìn thấy ánh mắt ham muốn của Đỗ Hạo Hiên khi nhìn Khương Vi Nhan, cô ta rất khó chịu, đưa tay lên tát thẳng vào mặt Khương Vi Nhan, đồ rẻ tiền. Cô muốn quyến rũ tổng giám đốc Đỗ của chúng tôi sao? Tổng giám đốc Đỗ là thiếu gia của tập đoàn Đỗ thị ở tỉnh đấy, là người mà loại rẻ rách như cô có thể chạm vào sao? Bỗng chốc, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía này. Khương Vi Nhan sững sờ, che bên má nóng rực, nước mắt tuôn trào chương 235, bắt nạt người phụ nữ của tôi, các người muốn chết sao? Cô dựa vào đâu mà đánh tôi, Khương Vi Nhan chất vấn với đôi mắt đỏ hoe. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung sang bên này, trên mặt đầy tò mò, ngạc nhiên, còn có vẻ châm biếm và nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Đó chẳng phải là Khương Vi Nhan sao? Bị người tát vào mặt à? Không rõ, xem ra là khương vi nhan đang quyến rũ người có địa vị thì phải chết tiệt không phải chứ khương vi nhan còn có thể như vậy sao vậy chẳng phải là trà xanh à? không phải cô ta đã có chồng con rồi hay sao ánh mắt của mọi người đều đang tập trung hóng hớt xem chuyện cười tất cả các loại lời lẽ bẩn thỉu ghê tởm đều như thủy triều đổ dồn lên người khương vi nhan lúc này đối mặt với sự chỉ chỉ trỏ trỏ của mọi người và những lời nhục mạ Khương Vi Nhan ấm ước rơi nước mắt. Tất cả người nhà họ Khương đang đứng trong đám đông, nhìn thấy cảnh này thực sự giận sôi máu, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Ông nội, ông xem, cháu đã nói rồi, không nên để đồ xui xẻo Khương Vi Nhan tới đây, ông xem, cô ta lại bắt đầu hèn hạ nữa rồi, tự nhiên lại dám quyến rũ tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị. Đó là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị của tỉnh, cao quý biết bao nếu đắc tội với thiếu gia đỗ và tập đoàn đỗ thị thì nhà họ Khương chúng ta coi như xong. Khương Mỹ nghiên vẻ mặt suy tư, rõ ràng là rất lo lắng, không ngừng thêm mắm dặm muối. Khương Văn Kỳ cũng phụ họa theo, đúng vậy, bố, Khương Vi Nhan này thật sự quá mất mặt, trước mặt bao nhiêu người có danh tiếng ở Tu Hà mà dám tơ tưởng quyến rũ người có tiền. Nó là người đã có gia đình, thật quá mất mặt, bại hoại gia phong, loại đàn bà đê tiện này, nên mau chóng biến khỏi nhà họ Khương. Nghe đến đây, Khương Học Bác cuốn lên. Ông ta nói, anh cả, không nên nói những lời như vậy. Con bé Khương Vi Nhan tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Nhất định là có hiểu lầm gì đó, bố, Vi Nhan là con gái con, cũng là cháu gái bố, nhân phẩm của con bé, bố là người rõ nhất. Hừ. Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, nhân phẩm gì? nhân phẩm làm mất mặt họ nhà Khương chúng ta sao? Nhân phẩm mang thai đẻ con hoang trước khi kết hôn à? Câu nói này khiến Khương học bác không dám phản bác. Khương Thái Sương lạnh lùng nói, mặc kệ đi, để nó tự giải quyết. Nếu xảy chuyện gì thì nhà họ Khương chúng ta cứ xem như không có đứa cháu gái như nó. Nghe vậy, Khương Mỹ Nhiên và Khương Văn Kỳ chố mắt nhìn nhau, đồng thời nhếch miệng cười khẩy. Lúc này, Khương Vi Nhan đang che mặt, hai mắt đỏ hoe, đối mặt với Hàn Dung một người đàn bà chua ngoa, cô ta chỉ thẳng vào mũi Khương Vi Nhan, chỉ trích con đàn bà đê hèn. Cô còn dám chừng mắt nhìn tôi à? Cô biết tôi là ai không? Tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Đỗ, trợ lý riêng, cô hiểu không hả? Cái đồ đê tiện, dám tờ tưởng đến Tổng Giám Đốc Đỗ, còn muốn trèo lên giường của anh ấy, cô cũng không soi gương xem bản thân là loại người gì. Tôi, tôi không có cô ăn nói sằng bậy, tôi và giám đốc đỗ hoàn toàn không hề quen biết là anh ta tự tới chào tôi mà khương vi nhan hét lên cảm thấy thật uất ức cô nhìn về phía đỗ hạo hiên nôn nóng nói tổng giám đốc đỗ tôi không có rõ ràng là anh đến bắt chuyện với tôi mà đỗ hạo hiên cũng không ngờ hàn dung lại làm như vậy hắn nhíu mày hơi lúng túng và khó xử hàn dung lập tức nói nhỏ tổng giám đốc đỗ xin lỗi không phải anh muốn báo thủ tiêu chính văn sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần bây giờ chúng ta phá hủy lòng tự tôn của Khương Vi Nhan, vậy thì sau này không phải cô ta mặc anh trả đạp sao? Đỗ Hạo Hiên nghe thấy lời này, đôi mắt lóe lên, đúng. Ý kiến hay, khổ khổ. Đỗ Hạo Hiên lập tức ho khan vài tiếng, sắc mặt rất khó coi, ghét bỏ lướt nhìn Khương Vi Nhan, nói tiểu thư Khương. Xin hãy tự trọng. Đỗ Hạo Hiên tôi là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, toàn bộ các vị khách ở đây cũng đều biết đến tập đoàn Đỗ Thị. Thân phận của tôi cao quý như vậy thì liệu sẽ đến bắt chuyện với một cô gái không biết rõ là con gái nhà ai sao? Câu nói này của Đỗ Hạo Hiên đã xác nhận lời nói của Hàn Dung. Lập tức, mọi người lại rôm giả bàn luận. Chết tiệt, thật đúng là đê tiện, lại đi quyến rũ thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị. Chẳng thế, Đỗ Hạo Hiên kia cũng khá đẹp trai đấy, nghe nói là mới trở về từ nước ngoài, công ty chi nhánh của tập đoàn Đỗ Thị cũng là một công ty mới nổi gần đây. Chả trách, Khương Vi Nhan cũng mặt dày quá, dám phản bội chồng con làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Khương Vi Nhan cũng không ngờ, lúc này Đỗ Hạo Hiên lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Đỗ, không phải vừa nãy anh. Bốp, Hàn Dung lại tát thẳng vào mặt Khương Vi Nhan, túm tóc cô, mắng chửi, đồ đàn bà đê hèn, tổng giám đốc đỗ đã lên tiếng thừa nhận cô đi quyến du anh ấy rồi, cô còn dám xảo biện sao? Sao nào, cô còn muốn nói với mọi người là tổng giám đốc đỗ cố ý hãm hại cô nhưng không thành à? Cô cũng không nhìn lại bản thân là cái loại gì, tổng giám đốc đỗ của chúng tôi, tại sao lại vô duyên vô cớ đi hại cô chứ? nghe thấy vậy tất cả mọi người đều không ngừng gật đầu đồng ý phụ họa đúng vậy đây là lần đầu tiên tôi gặp tổng giám đốc đỗ này chắc là anh ta sẽ không cố ý làm vậy đối với khương vi nhan đâu không sai tổng giám đốc đỗ có tài năng lại còn trẻ như thế chắc chắn khương vi nhan kia muốn dựa hơi tổng giám đốc đỗ nhưng không ngờ tổng giám đốc đỗ là người đàng hoàng nên đã từ chối cô ta ha ha thật là ghê tởm loại phụ nữ này không nên có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đuổi cô ta ra đi. Bỗng chốc, mọi người nổi giận đùng đùng, nhao nhao muốn đuổi cổ Khương Vi Nhan ra ngoài. Khương Vi Nhan tuổi thân rơi nước mắt, trước những lời nhục mạ của mọi người, cô bất lực giải thích, tôi không có, tôi không hề làm vậy, tôi thực sự không làm, tôi không phải loại người như vậy, không phải. Bốp, cũng không biết là ai, đột nhiên từ trong đám người lấy một miếng bánh kem bơ ném thẳng lên mặt Khương Vi Nhan. lập tức trên mặt Khương Vi Nhan bị dính đầy bánh kem. ném đi, ném chết loại đàn bà đê tiện này. đúng, ném chết cô ta đi, làm dơ bẩn nếp sống của Tu Hà chúng ta. tiếp theo, không ít người trong đám đông bắt đầu ném bánh gato, nước trà lên mặt và người cô. khoảnh khắc này dưới ánh đèn chùm chói lóa, Khương Vi Nhan bị trăm người vây quanh vô số đồ vật bẩn thỉu ném thẳng lên người cô trong chốc lát trên người khương vi nhan đã dính đầy kem bơ còn cả rượu không thể nào thảm hơn khương vi nhan bất lực ngẩng đầu toàn thân run rẩy vì sợ hãi cô khóc nước mắt vô cùng tủi thân rơi xuống lúc đó trong mắt mọi người cô chính là loại phụ nữ không nên có mặt ở đây những lời buộc tội nhục mạ không ngừng rác rưởi bánh kem tới tấp ném vào cô. "Không phải tôi, tôi không làm, tôi thực sự không phải loại người đó, tôi không phải." Khương Vi Nhan ngẩng đầu, nhỏ giọng không ngừng lặp lại lời nói ấy. Mà lúc đó, Hàn Dung cầm trên tay ly rượu vang, bước từng bước về phía Khương Vi Nhan, cười khẩy nhẹ giọng nói, "Khương Vi Nhan, cô biết vì sao cô có ngày hôm nay không? Bởi vì cô không nên nói chuyện với tổng giám đốc Đỗ, anh ấy là của tôi." Loại đàn bà đê hèn như cô sống là tội, không bằng chết đi cho rồi. Ờ, đúng rồi, thật ra, những việc này đều là do tôi cố ý, tôi muốn cô trở thành trò hề. Ha ha ha. Nói xong, Hàn Dung bật cười ha ha. Khương Vi Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn Hàn Dung, hỏi tôi không quen biết cô, tại sao lại hại tôi? Hàn Dung cười nhạt, ghé vào tai Khương Vi Nhan nói, bởi vì cô có một người chồng tốt anh ta đắc tội với tổng giám đốc đỗ, vậy thì cô chịu tội thay anh ta đi." Nói xong, Hàn Dung đổ ly rượu vang lên đầu Khương Vi Nhan, rượu chậm rãi chảy xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một hình bóng tiến vào, xuất hiện bên cạnh Khương Vi Nhan, tay dài vươn ra, siết chặt cổ tay Hàn Dung, hất mạnh tay cô ta ra. "A, à, à, mày là ai, dám đẩy tao thế?" Hàn Dung không ngừng xoa cổ tay bị siết chặt, quát to sau đó xoạt áo choàng đen xoẹt qua trước mặt mọi người che lấp ánh đèn trùm trên đỉnh đầu cầm lên một đóa hoa sen màu đen nhẹ nhàng khoác lên trên người của khương vi nhan khoảnh khắc đó khương vi nhan rung động nhướng mày rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình dưới ánh đèn trùm anh thật cao lớn khôi ngô tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng không vướng bụi trần trên mặt anh hình như còn đeo mặt nạ màu trắng mà đồng thời, bóng dáng đó phát ra giọng nói không thể lạnh lùng hơn, chất vấn, ở trong buổi tiệc của tôi, bắt nạt khách của tôi, các người muốn chết sao? Chương 236, tôi hỏi lại lần nữa. Một câu nói lạnh như băng vang lên khắp sảnh chính của Sơn Trang. Lúc này, mọi người đều liếc mắt nhìn sang người đàn ông đeo mặt nạ trắng bên cạnh Khương Vi Nhan. Khí thế mạnh mẽ quá toát ra sự lạnh lùng khiến mọi người đều nghẹt thở. Người này, là ai vậy? Sao lại ăn mặc như vậy? Lẽ nào còn sợ người khác nhận ra khuôn mặt thật của mình sao? Mọi người thì thầm bàn luận, thế mà lại có người ra tay giải vây cho con đàn bà đê hèn Khương Vi Nhan đó. Hàn Dung đã tức đến mức mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ trắng trước mặt, hét lớn, anh là ai? Dám cả gan cản trở việc của bà đây, anh không muốn sống nữa à? Có biết bà mày là ai không? Tôi là thư ký thân cận của tổng giám đốc tập đoàn Đỗ thị. Có Đỗ Hạo Hiên đứng phía sau nên Hàn Dung không hề nể nang gì, thái độ cực kỳ cao ngạo. Nhưng Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ lại lạnh lùng hư một tiếng, "Tập đoàn Đỗ thị à. Lợi hại lắm sao? Hãm hại bảo hành khách của tôi ngay tại bữa tiệc của tôi, cô khiến tôi rất tức giận." Bây giờ ngay lập tức xin lỗi cô gái này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xoạt! Mọi người đều kinh ngạc nhìn tiêu chính văn đang đeo mặt nạ. Người này thế mà lại dám bảo thư ký thân cận của Đỗ Hạo Hiên xin lỗi. Đó là nhà giàu mới nổi ở Tu Hà, là tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh đấy. Dù là gia tộc hạng nhất đến thế gia đứng đầu cũng không dám nói như vậy với thư ký thân cận của Đỗ Hạo Hiên. Tối nay e là nơi này sẽ náo nhiệt lắm đây. Càng đáng sợ hơn là người đàn ông đeo mặt nạ trắng nói đây là bữa tiệc của anh ta. Lẽ nào bữa tiệc của hiệp hội doanh nghiệp tối nay là do anh ta tổ chức sao? Nói cách khác Sơn Trang Bạch Mã này là của anh ta. Trước giờ chủ của Sơn Trang Bạch Mã vẫn luôn là một bí ẩn, chưa từng lộ chút tin tức nào. Nếu chủ của Sơn Trang Bạch Mã đúng là người đàn ông trước mặt này thì thân phận của anh ta chẳng hề tầm thường chút nào. Vì người ta đồn chủ nhân của Sơn Trang Bạch Mã là ông chủ đứng đằng sau đầu tư và vực dậy Lý Trường Thắng. Đó mới là người nắm quyền thật sự. Vì ngay cả người giàu nhất Tu Hà cũng cung kính với người bí ẩn đó. Ha ha ha, Hàn Dung bật cười, vẻ mặt hung dữ kiêu ngạo, khiêu khích nhìn Tiêu Chính Văn nói, nực cười. Bảo tôi xin lỗi con đàn bà đê tiện này à? Anh có biết cô ta đã làm gì không? cô ta đã quyến rũ tổng giám đốc đỗ sau lưng chồng và con gái mình. Cô ta chính là đồ đê hèn, thế mà anh còn muốn nói giúp cô ta à? Sao nào, lẽ nào con đàn bà đê tiện này cũng có quan hệ bất chính với anh? Đã lên giường chưa? Sứt lời, Hàn Dung còn liếc mắt, diễu cợt nhìn Khương Vi Nhan đang hoàn ức đứng một bên, chất vấn tiểu thư Khương, có phải vậy không? Vị đeo mặt nạ này cũng là tình nhân của cô sao? Vậy cô cũng giỏi lắm đấy lại làm loại chuyện này sau lưng chồng mình nói đủ chưa bỗng dưng gương mặt tiêu chính văn dưới mặt nạ trở nên lạnh lùng ánh mắt lóe lên tia sát khí ầm um, người anh tỏa ra sát khí bao trùm cả sơn trang tiêu chính văn đeo mặt nạ bước về phía trước một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hàn dung hàn dung cũng khiếp sợ vô thức lùi về sau mấy bước sắc mặt hoảng hốt hét lên anh anh muốn làm gì đây là bữa tiệc của hiệp hội doanh nghiệp tu hà đấy tôi là thư ký thân cận của tổng giám đốc đỗ anh còn dám hung dữ đánh người à hàn dung hơi hoảng sợ vì khí thế của người đàn ông trước mặt này rất đáng sợ ánh mắt tiêu chính văn lạnh như băng chỉ nói một câu xin lỗi vẫn không xin lỗi à khí thế bức người hàn dung cắn răng nói xin lỗi cái con mẹ anh ấy anh là cái thá gì mà cũng dám bắt tôi xin lỗi tôi muốn xem xem cái tên đeo mặt nạ anh là ai dứt lời hàn dung giơ tay lên muốn gỡ mặt nạ của tiêu chính văn ra nhưng bốp tiêu chính văn nhấc tay lên tát vào mặt hàn dung khiến cả khuôn mặt của cô ta nghiêng sang một bên tất cả mọi người im phăng phắc mọi người đều giật mình vì cảnh tượng trước mắt đánh thật rồi sao người đó là thư ký thân cận của tổng giám đốc đỗ tập đoàn đỗ thị đấy vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc đắc tội với tập đoàn Đỗ Thị và Đỗ Hạo Hiên sao? Hàn Dung cũng ngây người, cô ta che gò má nóng rát đang sưng lên, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ cùng cực. Cô ta tức giận nhìn Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ, nghiến răng gầm gừ, anh dám đánh tôi, anh thế mà lại dám đánh tôi, a a a, tôi phải giết chết anh! Hàn Dung phát điên sông đến muốn giơ móng vuốt với Tiêu Chính Văn, nhưng rầm tiêu chính văn nhấc chân lên đạp mạnh vào bụng hàn dung khiến cả người cô ta văng ra xa rồi đập mạnh xuống đất xì sao mọi người hít sâu một hơi mạnh quyết đoán hoàn toàn phớt lờ hàn dung đó a à, a à, à, bụng của tôi bụng của tôi hàn dung đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất giống lên tổng giám đốc đỗ anh ta đánh em anh ta đánh em giết chết anh ta nhất định phải giết anh ta Đỗ Hạo Hiên cũng vội vã kéo Hàn Dung đứng dậy, sau đó hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, tức giận nói, anh là ai mà dám đánh thư ký của tôi? Anh có biết cô ấy là người của Đỗ Hạo Hiên tôi không? Đỗ Hạo Hiên, Tiêu Chính Văn dưới lớp mặt nạ nhìn sang, ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích, hỏi ngược lại, tiểu thư Khương Quyến du anh sao? Vấn đề đột ngột này khiến Đỗ Hạo Hiên hoảng hốt, vội nói, nói thừa. Chính cô ta quyến rũ tôi. Bụp, Tiêu Chính Văn giơ tay lên đấm mạnh vào mặt Đỗ Hạo Hiên. Mọi người đều chết lặng. Tất cả đều há hốc mồm, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta ra tay đánh Đỗ Hạo Hiên. Trời à! Bầu không khí cứ như sắp nổ tung. Đỗ Hạo Hiên cũng sướng sờ, cơn đau rát ở gò má, một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, sau đó tức giận giống lên với Tiêu Chính Văn, anh, anh dám đánh tôi. Tôi là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị đấy anh biết ra tay với tôi có nghĩa là gì không thế nhưng sự phẫn nộ của đỗ hạo hiên lại không hề ảnh hưởng gì đến sự bình tĩnh của tiêu chính văn anh vẫn lạnh lùng hỏi tiểu thư khương quyến du anh sao giọng điệu lần này của anh u ám hơn lúc nãy đỗ hạo hiên sửng sốt hắn cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của người đeo mặt nạ này hắn nuốt nước bọt dám chắc chắn rằng nếu mình trả lời sai một câu thì có lẽ sẽ chết ở đây vì vậy Đỗ Hạo Hiên nhất thời bị khí thế của Tiêu Chính Văn làm cho sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Tổng Giám Đốc Đỗ cần tôi hỏi lại lần nữa sao? Tiểu Thư Khương đã từng quyến du anh à? Gương mặt dưới lớp mặt nạ của Tiêu Chính Văn lạnh tanh. Nói trắng ra, chỉ cần Đỗ Hạo Hiên dám trả lời sai thì Tiêu Chính Văn sẽ giết hắn luôn. chương 237, ai dám với vô lễ với cậu ấy? bầu không khí cả sảnh chính rơi vào im lặng một lúc lâu lạnh lẽo như đóng thành băng khiến người khác run rẩy chán đỗ hạo hiên đầm đìa mồ hôi lạnh nhưng niềm kiêu hãnh của thiếu gia tập đoàn đỗ thị khiến hắn phớt lời cảnh cáo của tiêu chính văn anh là cái thá gì dựa vào gì mà chất vấn tôi đúng vậy lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại người đàn ông đeo mặt nạ này là ai tại sao anh ta lại ra mặt thay cô gái khương vi nhan nhỏ bé lẽ nào anh ta thật sự có quan hệ đó với khương vi nhan như hàn dung nói sao ngay tức khắc ánh mắt của mọi người trở nên kỳ quái xem ra khương vi nhan này không đơn giản không chỉ quyến rũ một tổng giám đốc đỗ thôi đâu tôi thấy cũng đúng đấy nếu không tại sao người đeo mặt nạ lại giúp cô ta tiêu chính văn kia thật đáng thương có lẽ anh ta không biết vợ mình làm loạn ở bên ngoài sau lưng mình trong sảnh chính mọi người nhao nhao bàn tán Khương Vi Nhan cúi đầu, lệ nhòa mi, vẻ mặt đầy oan uất, bất lực. Cô nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đứng trước mặt mình. Anh ta là ai? Tại sao muốn giúp mình? Lúc này Tiêu Chính Văn lắc đầu, lạnh lùng nói, anh đang chất vấn tôi là ai hả? À? Đỗ Hạo Hiên ngẩng mặt lên kiêu ngạo nói, phải, anh có tư cách gì mà ở đây chất vấn tôi? Nhìn anh đeo mặt nạ đến như vậy, sao nào, có phải anh lén lẻn vào đây không? lẻn vào chết tiệt có khả năng đấy nhìn toàn hội trường xem chỉ có anh ta đeo mặt nạ chắc chắn là lẻn vào rồi chắc không phải chứ vậy thú vị rồi đấy câu nói của đỗ hạo hiên bỗng chốc dẫn đến bao suy đoán và tranh luận đỗ hạo hiên cũng nhanh chóng chỉ vào tiêu chính văn đang chắp tay sau lưng nói một cách chắc chắn sao vậy tôi nói chúng tim đen rồi chứ gì anh thật to gan dám tự tiện xông vào bữa tiệc của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, còn ra tay đánh tôi và thư ký của tôi nữa, anh đúng là muốn chết. Bảo vệ, ở đây có người tự tiện xông vào bữa tiệc, còn dám ra tay đánh người nữa, lập tức bắt lại cho tôi. Nghe tiếng gọi của Đỗ Hạo Hiên, bảo vệ canh giữ bên ngoài lập tức chạy vào. Dẫn đầu là đại đội trưởng của đội bảo vệ tối nay, nhậm siêu. Hắn dẫn 4 năm bảo vệ cầm súng đi vào hỏi, chuyện gì vậy? đã xảy ra chuyện gì à? Thấy bảo vệ đi vào, Đỗ Hạo Hiên bèn đi đến chỉ vào Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ nói: "Đội trưởng, người này từ tiện xông vào bữa tiệc, còn ra tay đánh tôi và thư ký của tôi. Các anh phải bắt anh ta lại, nghiêm khắc thẩm vấn. Nếu không bắt anh ta lại, Đỗ Hạo Hiên tôi nhất định sẽ tìm đến hiệp hội doanh nghiệp Tu Hà và Lý Trường Thắng nói lý." "Đỗ Hạo Hiên, anh là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ thị à?" Nghe Đỗ Hạo Hiên nói vậy, Thái độ của Nhậm Siêu lập tức thay đổi. Thấy vậy, Đỗ Hạo Hiên nghi hoặc hỏi, anh biết tôi sao? Nhậm Siêu cung kính đáp, tất nhiên là biết rồi, vợ tôi làm việc ở tập đoàn của anh. Tổng giám đốc Đỗ là thiếu gia của tập đoàn Đỗ thị ở tỉnh, đó là tập đoàn lớn tài sản cũng 50 tỷ. Tôi là Nhậm Siêu, là đội trưởng bảo vệ của sơn trang tối nay. Nhậm Siêu cũng không ngờ mình sẽ gặp được thiếu gia tập đoàn Đỗ thị ở đây đây là quý nhân đấy thân phận không hề thấp hơn các gia chủ của thế gia hàng đầu ở tu hà đâu thấy đội trưởng này biết mình đỗ hạo hiên trở nên cao ngạo ngẩng đầu lên nói đội trưởng nhậm nếu anh đã biết tôi vậy anh nên biết làm gì tiếp theo rồi chứ nhậm siêu sửng sốt lập tức hiểu ý hắn ngay lập tức nhậm siêu tức giận nhìn chằm chằm tiêu chính văn đang đeo mặt nạ trầm giọng nói anh là ai dám cả gan sông vào tiệc tối của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, còn ra tay với khách quý tối nay. Bây giờ tôi có quyền bắt anh, người đâu, dẫn anh ta đi. Hắn vừa dứt lời, hai bảo vệ cầm súng tiến đến muốn dẫn Tiêu Chính Văn đi. Khương Vi nhan hoảng hốt bước đến giải thích, xin lỗi đội trưởng nhậm, chuyện này không liên quan đến anh ấy, đều là vì tôi, đừng làm liên lụy đến người vô tội. Thế nhưng nhậm siêu chỉ cao mày không để ý đến Khương Vi Nhan. Anh ta ra lệnh, dẫn anh ta đi. Có điều, hai bảo vệ vừa đến gần Tiêu Chính Văn đã bị sát khí lạnh lùng toát ra từ người anh làm cho khiếp sợ. Sau đó, Tiêu Chính Văn tiến lên trước lạnh lùng nhìn đội trưởng Nhậm này hỏi, "Đội trưởng Nhậm không làm rõ phải trái đã bắt người đi, đây là chức trách của mấy bảo vệ các anh sao?" Thấy đối phương còn hung dữ với mình, Nhậm Siêu lập tức chĩa súng về phía Tiêu Chính Văn, tức giận nói, "Lùi lại." Lập tức lùi lại, "Tôi cảnh cáo anh." buông tay chịu trói đi. Bất kể có vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ điều tra. Bây giờ anh đừng phản kháng, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Nếu không tôi chỉ đành nổ súng. Nghe vậy, mọi người đều biến sắc. Đỗ Hạo Hiên lạnh lùng thêm dầu vào lửa nói, đội trưởng nhập, tên này ngông cuồng không biết trời cao đất dày dám ra tay với tôi, các anh phải bắt anh ta lại, thẩm vấn cho đàng hoàng. Tiêu chính văn nhíu mày nói, anh muốn nổ súng với tôi à? nhậm siêu cũng cau mày thấp giọng nói bắt anh ta lại dám phản kháng thì bắn chết ngay lập tức bốn bảo vệ cầm súng đi từng bước về phía tiêu chính văn mọi người đều biết người đàn ông đeo mặt nạ này xong đời rồi nhưng đúng lúc này một tiếng hét tức giận kèm theo vẻ hơi căng thẳng đột nhiên vang lên phía sau mọi người hỗn láo ai dám với vô lễ với cậu ấy mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy lý trường thắng lúc này ông ta dẫn theo bảy tám gia chủ của các thế gia hàng đầu tu hà vội vã đi đến từ cửa bên cả người lý trường thắng toát ra sát khí lạnh tanh đôi mắt đỏ ngầu ông ta không ngờ lại xảy ra loại chuyện này bảo vệ mình sắp xếp lại dám cầm súng chĩa vào cầu tiêu coi trời bằng vung quá đáng lắm rồi thấy lý trường thắng người giàu nhất tu hà bước nhanh đến nhậm siêu cũng sửng sốt lập tức đứng thẳng cung kính nói chủ tịch lý chúng tôi bắt được một nhân viên khả nghi nghi là từ tiện xông vào bữa tiệc đang định dẫn anh ta đi thẩm vấn nhưng ngay sau đó là một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ bốp lý trường thắng dẫn người đi đến tát cho nhậm siêu một bạt tai tức giận quát hỗn láo nhân viên khả nghi cái gì cái gì mà từ tiện xông vào các cậu biết cậu ấy là ai không tiếng quát làm các khách mời đều sửng sốt rơi vào im lặng sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Trường Thắng xoay người dẫn 78 gia chủ của thế tộc hàng đầu tu Hà cung kính cong người cúi đầu, rất áy náy và tự trách nói với Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ: "Tôi xin lỗi, là do tôi không quản lý người của mình chu đáo gây ra xung đột với cậu, xin hãy trừng phạt." Dứt lời, Lý Trường Thắng quỳ xuống trước Tiêu Chính Văn ngay trước mặt mọi người. Tất cả đều chết lặng, cảm giác như cả sảnh chính bị rút hết không khí. Chương 238, bại lộ. Lý Trường thắng người giàu nhất Tu Hà, thế mà lại quỳ gối trước một người đàn ông đeo mặt nạ. Không chỉ quỳ, mà còn nhận lỗi về mình. Đây đúng là mặt trời mọc đằng tây. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy cổ họng mình bị đâm một kim, hít thở cũng khó khăn. Nhậm Siêu cũng ngây người, ông chủ của mình lại quỳ gối trước mặt người đàn ông mà mình định bắt đi. Giờ phút này, Nhậm Siêu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ngay lập tức, nhậm siêu quỳ xuống, mấy bảo vệ phía sau cũng quỳ theo, hết sức lo sợ. Đỗ Hạo Hiên là người kinh ngạc nhất, lúc này vẻ mặt nghiêm trọng và hoài nghi, lông mày nhíu chặt. Hắn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt này. Lý Trường Thắng người giàu nhất Tu Hà đang quỳ gối. Thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ này không hề tầm thường. Khương Vi Nhan cũng đang chăm chú quan sát người đàn ông đeo mặt nạ, ánh mắt đầy suy đoán và ngờ vực. Lúc này Tiêu Chính Văn đeo mặt nạ, liếc nhìn Lý Trường Thắng quỳ dưới đất, lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi, chuyện này không liên quan đến ông, không cần tự trách." Nghe vậy, Lý Trường Thắng vội đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy người nhậm siêu đang quỳ phía sau, tức giận nói: "Các người có biết vị này là ai không? Cậu ấy chính là ông chủ lớn nhất của bữa tiệc tối nay, cũng là chủ nhân của Sơn Trang Bạch Mã, các người dám chĩa súng vào cậu ấy, chán sống rồi à?" bùm lời nói của lý trường thắng đã công bố thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ người đó lại chính là ông chủ lớn nhất của bữa tiệc tối nay là chủ nhân của sơn trang bạch mã anh ta chính là người đàn ông bí ẩn kia thật kinh khủng ai nấy đều bàng hoàng không tin vào những gì chính tai mình vừa nghe nhậm siêu vội vàng dập đầu cầu xin chủ tịch lý ông chủ lớn thật xin lỗi tôi không biết thân phận của ông chủ lớn lại cao quý đến vậy Tôi chỉ là, chỉ là nghe có người nói có kẻ bí mật lẻn vào bữa tiệc nên mới đến bắt người thôi, xin chủ tịch Lý và ông chủ lớn tha tội. Nghe vậy, Lý Trường thắng cao mày, trên người tỏa ra sát khí lạnh tanh, âm trầm hỏi, nghe ai nói. Nhậm siêu vội liếc nhìn Đỗ Hạo Hiên đang định lén chuồn đi, nói là tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị. Xoạt, trong phút chốc, ánh mắt của Lý Trường Thắng đột ngột nhìn thẳng vào Đỗ Hạo Hiên. Đỗ Hạo Hiên ngượng ngùng cười, nói, chào chủ tịch Lý tôi là Đỗ Hạo Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị, bố tôi là chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Khang Dân. Lý Trường Thắng nhíu mày rồi nói, thì ra là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, tôi có quen biết với chủ tịch Đỗ Khang Dân, ông ấy là một huyền thoại trong giới kinh doanh, tôi và bố cậu cũng coi như là bạn tốt, xét về bối phận, cậu và tôi có thể xem là chú cháu. Đỗ Hạo Hiên nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra lý trường thắng không có ý truy cứu thế nên hắn cười nói chủ tịch lý chú nói đùa rồi trước mặt chú cháu là bề dưới gọi chú một tiếng chú là chuyện đương nhiên bố cháu cũng từng nhắc đến chú với cháu nói chú là người ông ấy kính phục nhất đỗ hạo hiên này rất biết cách nịnh nọt thế nhưng hắn quên mất một vấn đề trí mạng bây giờ ở đây người có tiếng nói nhất không phải là lý trường thắng mà là tiêu chính văn người đàn ông đeo mặt nạ đi cùng lý trường thắng kia. lý trường thắng khinh miệt giọng điệu thay đổi lạnh lùng nói, cho dù là vậy, hành động của cậu đỗ tại bữa tiệc hiệp hội doanh nghiệp tu hà tối nay, e là không thích hợp nhỉ? lý trường thắng không muốn kết thù oán với tập đoàn đỗ thị, dẫu sao đó cũng là một tập đoàn lớn ở tỉnh. thế nhưng nếu tiêu chính văn muốn truy cứu vậy thì lý trường thắng sẽ phối hợp vô điều kiện bởi vì tất cả những thứ Lý Trường Thắng có được đều là Tiêu Chính Văn cho. Hơn nữa, với thân phận của Tiêu Chính Văn, dù là 100 tập đoàn Đỗ Thị cũng không làm gì được. Chuyện này, Đỗ Hạo Hiên sững sờ, không hiểu ý của Lý Trường Thắng. Mà đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng lên tiếng, Tổng Giám Đốc Đỗ Hạo Hiên, trở lại vấn đề ban nãy, Tiểu Thư Khương Quyến Du Anh à. Lộp bộp, nghe đến đây, Lý Trường Thắng chỉ cảm thấy ra đầu tê dại khương vi nhan chính là điểm mấu chốt của cầu tiêu đỗ hạo hiên này lại mơ tưởng động đến khương vi nhan đây chẳng khác nào tự tìm đường chết đỗ hạo hiên còn không thành thật trả lời đi lý trường thắng nổi giận đột ngột quát lên đỗ hạo hiên sợ đến mức luống cuống tay chân liếc mắt nhìn hàn dung dưới đất nhanh chóng chỉ vào cô ta rồi nói không phải tôi đều là chủ ý của cô ta là chủ ý của cô ta bất kể thế nào đỗ hạo hiên cũng sống chết không nhận là mình làm vậy chỉ có thể để hàn dung chịu oan ức trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào hàn dung hàn dung vừa mới tỉnh táo lại còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nhậm siêu cầm súng dẫn người đi về phía mình người đâu dẫn cô ta đi ngay lập tức hai bảo vệ mang theo súng túm lấy hàn dung kéo thẳng ra ngoài hàn dung gào thét thảm thiết a à, các người định làm gì tôi là thư ký thân cận của Tổng Giám Đốc Đỗ, các người đưa tôi đi đâu? Tổng Giám Đốc Đỗ, Tổng Giám Đốc Đỗ cứu em với. Tuy nhiên, khi mọi người quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện Đỗ Hải Hiên chẳng biết đã lén lút chuồn đi từ lúc nào. Trò hề cuối cùng cũng hạ màn. Những khách quý, người nổi tiếng của Tu Hà Giờ phút này đều nhìn Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ bằng ánh mắt nồng nhiệt. Đây chính là nhân vật lớn nhất tiệc tối hôm nay. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan vẫn còn đang run rẩy, nói với Lý Trường Thắng, tìm một căn phòng và một bộ đồ sạch cho cô gái này thay. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Lý Trường Thắng cũng nhanh chóng căn dặn người làm đưa Khương Vi Nhan lên căn phòng ở tầng trên. Trong sảnh chính, tất cả mọi người chen lấn muốn tiến lên bắt chuyện, cũng ly với Tiêu Chính Văn đang đeo mặt nạ, nhưng đều bị từ chối. Trong đám đông, người nhà họ Khương lúc này đang ngơ ngác nhìn nhau. Hai bố con Khương Mỹ Nhiên và Khương Văn Kỳ chố mắt ngơ ngác, trong lòng đều hoang mang. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Con khốn Khương Vi Nhan đó lại có ông chủ lớn sau lưng Lý Trường Thắng làm hậu thuẫn. Kinh khủng hơn nữa là ông chủ lớn đeo mặt nạ đó còn là chủ nhân của Sơn Trang Bạch Mã. Một tỷ. Sơn Trang Bạch Mã trị giá một tỷ đấy một cái sơn trang bằng bảy tám nhà họ Khương. Trong lòng Khương Mỹ Nhiên vô cùng khó chịu, dựa vào đâu mà con đàn bà đê hèn Khương Vi Nhan đó lại tốt số đến vậy. Bên này, ánh mắt từ phân khẽ chuyển hướng, vẻ mặt tươi cười, nói nhỏ với Khương học bác, học bác, nhà chúng ta phát tài rồi. Anh có nhìn thấy ông chủ lớn vừa nãy không? Em phát hiện, ánh mắt cậu ta nhìn Vi Nhan nhà mình hơi lạ. Rất dịu dàng, chiều mến. Anh nói xem, ông chủ lớn kia có phải thích vi nhan nhà mình rồi không nếu vậy thì đúng là chuyện vô cùng tốt có thể lọt vào mắt ông chủ lớn đó vi nhan nhà chúng ta sẽ một bước biến thành phượng hoàng nha không ổn không ổn em phải đi tìm vi nhan trò chuyện chút bảo nó ly hôn với con chó hoang tiêu chính văn kia khương học bác thở dài nói em thôi đi cả ngày toàn suy nghĩ vớ va vớ vẩn gì vậy ông chủ lớn như thế lại có hứng thú với vi nhan nhà chúng ta sao từ phân lường ông ta, mắng anh thì hiểu cái gì? Đàn ông các người ai trả ham mới lạ, Vi Nhan nhà chúng ta chính là đóa hoa vàng của Tu Hà. Dù đã sinh con nhưng vẫn có sự quyến rũ, anh cứ mặc kệ đi, chuyện này để em giải quyết. Phía bên này, Tiêu Chính Văn quay lại phòng họp tư nhân, còn chưa kịp tháo mặt nạ xuống, Lý Trường Thắng đã vội vàng chạy đến, cung kính nói cậu Tiêu, tiểu thư Khương về nhà rồi. Cái gì? Về rồi, tiêu chính văn hoảng hốt, hét lên, đưa chìa khóa xe cho tôi. Lý Trường Thắng đưa luôn chìa khóa xe Rolls Royce của mình cho tiêu chính văn, tiêu chính văn cầm lấy, chạy như bay ra khỏi sơn trang bạch mã, lên xe, khởi động, đạp ga, chiếc Rolls Royce tựa như vũ báo, phát ra tiếng gầm thét. Nhất định phải về nhà trước Khương Vi Nhan, nếu không mọi chuyện sẽ lộ tẩy. Cùng lúc này, Khương Vi Nhan đã thay xong quần áo sạch sẽ, bắt một chiếc taxi, dựa vào cửa xe ngắm cảnh đường phố Tu Hà với những ánh đèn sáng trói bên ngoài, vẻ mặt hơi buồn tủi, lạc lõng. Bây giờ việc cô muốn là nhất là trở về nhà. Chỉ là trong tâm trí luôn hiện lên bóng dáng của người đàn ông đeo mặt nạ kia. Không hiểu vì sao, Khương Vi Nhan lại cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc từ người họ Bạch đó. Anh Bạch cũng là cái tên Khương Vi Nhan hỏi được từ người làm tại Sơn Trang, tất nhiên, đây là do Lý Trường Thắng nói với bên ngoài như vậy để che giấu thân phận của Tiêu Chính Văn. Hơn 10 phút sau, Khương Vi Nhan xuống xe, từng bước một đi đến cửa nhà mình, tinh thần uể oải. Qua khe cửa, nhìn thấy vài ánh đèn bên trong, lòng cô chợt thấy ấm áp hơn. Về đến nhà rồi, cô hít một hơi sâu, bước vào nhà. Trong phòng khách, Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình với Nana. Vi Nhan về rồi à, anh hầm cháo hạt sen cho em đó." Tiêu Chính Văn đứng dậy, bưng một bát cháo nóng hổi từ trong bếp ra. Nana tươi cười nhào vào lòng Khương Vi Nhan, hô hào: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm đó." Khương Vi Nhan xoa đầu Nana, ôm cô bé ngồi xuống. Thế nhưng, lúc này cô đột nhiên phát hiện trong góc sofa có một chiếc mặt nạ màu trắng. Chương 239: Phản kháng, không tồn tại khương vi nhan chỉ nhìn thấy một góc vừa định giơ tay cầm lên thì tiêu chính văn đã bê cháo nóng đến anh ngồi xuống mặt nở nụ cười dịu dàng nói ăn lúc nóng cho ngon bữa tiệc tối này thế nào khương vi nhan nhận lấy cháo nóng có vẻ không muốn nhắc đến chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối lắm cố nở nụ cười nói cũng ổn em hơi mệt nên đã về trước tiêu chính văn gật đầu không nói gì thật ra trong lòng đã vô cùng lo lắng may mình về sớm nếu không thì lộ tẩy rồi mà bên này sau khi khương vi nhàn ăn cháo nóng xong cũng quên mất chuyện mặt nạ trắng cô đứng dậy tâm trạng ủ rũ trở về phòng ngủ nana chớp đôi mắt to nghi ngờ nhìn sang tiêu chính văn hỏi bố ơi hình như mẹ có vẻ không vui thì phải tiêu chính văn xoa cái đầu nhỏ của nana nói một câu không sao đâu suốt lời anh giơ tay cầm mặt nạ trắng trong góc ghế sofa cất vào sâu trong tủ suýt chút thì bị khương vi nhan nhìn thấy rồi cùng lúc này đỗ hạo hiên đã trở về khách sạn của mình hắn gào thét phẫn nộ tức giận đập nát mọi toàn bộ mọi thứ trưng bày trong khách sạn đáng chết rốt cuộc tên đó là ai ngay cả lý trường thắng cũng phải khép na khép nép với anh ta chứ đáng ghét đúng là đáng ghét đỗ hạo hiên ngồi trên sofa mặt đầy vẻ u ám dữ tợn tối nay đúng là mất mặt hắn đường đường là thiếu gia của tập đoàn đỗ thị ở tỉnh lăn lộn phát triển nhanh chóng ở tỉnh là một trong bốn thiếu gia của tỉnh nhưng từ nửa tháng trước đến tu hà đỗ hạo hiên làm gì cũng không vừa ý đầu tiên là chuyện của đỗ tình tuyết sát lang bị tên ở rể vô dụng đánh bại chỉ bằng một đòn sau đó là chuyện hôm nay khiến cho đỗ hạo hiên hắn xấu mặt trước nhiều gia tộc giàu có tu hà như vậy dầm đỗ hạo hiên đập nát ly rượu trong tay sau đó tức giận gọi điện thoại cho sát lang. Bên kia điện thoại, gần đây sát lang vẫn luôn dưỡng thương trong căn nhà thuê, vì hắn không còn được đỗ hạo hiên tín nhiệm nên thường mượn rượu giải sầu. Hắn hết sức căm hận tên khốn tiêu chính văn. Một tu hà nhỏ bé, lại xuất hiện tên khốn có bản lĩnh và thực lực lớn đến vậy. Lúc này sát lang nhận được điện thoại của đỗ hạo hiên, cũng vội ngồi dậy, giật nảy mình, nói một cách cung kính, anh đỗ, có gì dặn dò, sát lang tôi nhất định làm được. Đỗ Hạo Hiên cười khẩy, nói, sát lang, anh cũng hiểu chuyện đấy, tối nay thiếu gia tôi rất tức giận, bây giờ anh đến nhà họ Khương trói con đàn bà đê tiện Khương Vi Nhan kia tới đây cho tôi. Tôi muốn hành hạ cô ta, tôi phải khiến tên tiêu chính văn kia biết, kết cục của việc đắc tội tôi là gì. Gió, sát lang cúp điện thoại rồi đứng dậy, thay bộ đồ ban đêm màu đen, bên hông dắt theo hai con dao găm mỏng, sau đó đeo mặt nạ đen bước ra ngoài. Đỗ Hạo Hiên ngồi trên sàn nhà khách sạn của mình, không ngừng uống rượu và phát ra tiếng cười nhạt, Khương Vi Nhan à, tối nay ông đây nhất định phải ngủ với cô. Tôi còn phải chụp lại dáng vẻ phóng đáng quỷ dưới người tôi của cô, tôi phải để tất cả người tu hà đều biết, cô là một con đàn bà đê tiện. Anh Bạch, ha ha, tốt lắm, không phải anh là anh hùng cứu mỹ nhân, giả làm người tốt sao? Vậy tôi để anh xem, Đỗ Hạo Hiên tôi cũng không phải người dễ chọc vào. Trong lòng Đỗ Hạo Hiên đang kiềm chế sự tức giận và oán hận mút trời. Tiêu Chính Văn, anh Bạch đều vì Khương Vi Nhan kia. Ở khu nhà nhỏ của nhà họ Khương, trong màn đêm một bóng người như ma quỷ, nhìn qua bức tường nhảy vào trong. Hắn đặt chân xuống rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh. Sát lang khom lưng, ánh mắt lạnh tanh, quét nhìn gió thổi cỏ lay trong sân hắn chậm rãi lau con dao găm lấp lánh sắc bén từ bên hông. Cùng lúc này, tiêu chính văn đang ngủ trên sofa phòng khách, đột nhiên tỉnh giấc. Khoảnh khắc đó, con người của anh tựa như sao sáng trong màn đêm, phóng ra vẻ lạnh lùng vô cùng giận người. Sau đó, khóe miệng tiêu chính văn lộ ra nụ cười hết sức tàn nhẫn, lông mày cũng nhíu lại. Anh xoay người, chớp mắt đã đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc nhìn Nana và Khương Vi Nhan đang ngủ rất say rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trong nháy mắt anh quay đầu lại, sát khí mạnh mẽ trên người toát ra ngoài không hề che giấu. Dám ám sát ở đây, gan người này lớn thật. Ở cửa, một con dao găm lấp lánh sáng chói, vững vàng yên tĩnh xuyên vào từ trong khe cửa, định cải cửa phòng. Vì biệt viện nhà họ Khương là kết cấu tứ hợp viện nên cửa nhà bên trong đều là chốt an toàn, khoảnh khắc cửa nhà bị đẩy nhẹ ra, ánh trăng ảm đạm luồn vào theo khe cửa, từ nhỏ biến lớn, rơi vào phòng khách. Một chân sát lang bước vào phòng khách, nhưng chân còn lại cũng không dám bước vào nữa. Bởi vì khoảnh khắc đó, sát lang cảm nhận được sát khí, vô cùng mút trời ở trong nhà. Sát khí này khiến toàn thân sát lang cảm nhận áp lực hết sức lớn mạnh. Tí tách, chán sát lang toát mồ hôi lạnh, bóng rơi tí tách xuống đất mặc dù chỉ là thời gian trong nháy mắt nhưng với sát lang mà nói lại giống như trải qua một thế kỷ dài đằng đắng sát khí quá hùng mạnh khí thế quá đáng sợ trong trong căn nhà này có một cao thủ cao thủ rất mạnh đây là phán đoán đầu tiên của sát lang cũng là vào khoảnh khắc này sát lang muốn quay đầu bỏ chạy nhưng hắn không dám xoay người bởi vì hắn sợ khoảnh khắc mình xoay người thì mạng cũng mất ở đây quá khủng khiếp. Trước nay sát lang chưa từng thấy sát khí hùng mạnh cuồn cuộn như này. Hắn từng nhìn gặp người mạnh nhất, cũng chính là sát thần vua lính đánh thuê tên là Huyết La ở nước ngoài. Đó là một sự tồn tại của chiến thần cấp 4 sao thật sự. Sự tồn tại như vậy là nhân vật vô cùng lớn mạnh và khủng khiếp ở quốc gia phương Tây. Dưới trướng còn có binh đoàn lính đánh thuê mấy chục nghìn người. Trước mặt vị chiến thần đó, Sát Lang chỉ là nhân vật nhỏ bé như hạt bụi. Có lẽ, thực lực của binh vương cấp 3 sao như hắn ở Tu Hà thì có thể phát triển như gió, thậm chí không có đối thủ. Nhưng ở trước mặt chiến thần cấp 4 sao đó, thì đối phương chỉ một ngón tay cũng đủ để lấy mạng hắn. Nhưng giờ phút này, điều khiến Sát Lang vô cùng hoảng sợ là trong nhà, sát khí ngút trời kia không hề thua kém gì với chiến thần huyết la cấp 4 sao. Thậm chí chỉ trong chớp mắt, sát lang cảm thấy cho dù là chiến thần huyết la cấp 4 sao cũng chỉ là một con kiến khi ở trước mặt người này. Đúng chỉ là một con kiến. Khoảnh khắc suy nghĩ này xuất hiện, sát lang giật hết cả mình. Gần như trong nháy mắt, sát lang quỳ phịch xuống đất, cả người giống như nằm dạp xuống, cắm đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt, nói, xin đại ca tha mạng. Xin đại ca tha mạng. Đúng. Cầu xin. Cầu xin phát ra từ nội tâm. Đây là cơ hội duy nhất mà sát lang có thể sống tiếp. Phản kháng. Không tồn tại. Chắc chắn sẽ chết. Chỉ có cầu xin mới có đường sống sót. Lộc cộc, lộc cộc. Lúc này, một bóng người đi ra từ trong bóng tối, nửa thân dưới được ánh trăng ảm đạm chiếu lên, nửa thân trên vẫn ẩn trong bóng đêm. Một giọng nói thở ơ lại lạnh lùng, nhẹ nhàng vang lên, nhỏ tiếng chút, vợ con tôi đang ngủ. Vâng, vâng sát lang hoảng sợ căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn xem người đứng trước mặt là ai đỗ hạo hiên bảo mình đến đưa khương vi nhan đi nhưng chưa từng nói nơi khương vi nhan ở lại có một người vô cùng ghê gớm như vậy người này rốt cuộc là ai là tiêu chính văn lần trước một chiêu đánh bại mình sao không không thể nào nếu là tiêu chính văn vậy thì lần trước đủ để anh ta một chiêu đánh chết mình rồi ai bảo anh đến đây đây là câu nói thứ hai của bóng người trong màn đêm, lạnh tanh không có bất kỳ cảm xúc gì. Chương 240, ly hôn với cậu ta. Sát Lang run rẩy bò trên mặt đất, không có chút do so dự và giấu giếm gì, ấp úng nói, "Là, là thiếu gia nhà họ Đỗ, Đỗ Hạo Hiên." Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn đứng trong bóng tối, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Quả nhiên là anh ta. Mặc dù khi Sát Lang xuất hiện ở cửa tiêu chính văn đã đoán được là do đỗ hạo hiên sai đến nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại dù sao oan có đầu nợ có chủ tuyệt đối không thể làm liên lụy người tốt được lúc này khi sát lang nói ra tên của đỗ hạo hiên hắn đã biết mình không thể nào ở bên cạnh đỗ hạo hiên được nữa trước mắt cần phải cầu xin vị trước mặt tha cho hắn sau đó mau chóng rời khỏi tu hà không rời xa tỉnh này không rời xa Hoa Quốc. Đúng, phải rời xa Hoa Quốc. Hắn muốn về phương Tây, hắn muốn quay về. Tuy rằng bên đó cũng gió tanh mưa máu, nhưng bầu không khí ở căn nhà nhỏ lúc này khiến sát lang cảm thấy mình như bị hàng ngàn hàng vạn con ngựa chiến vây quanh, máu chảy thành sông. Mà lúc này, bóng dáng cao lớn lạnh lùng trong bóng tối bình thản nói, anh nghĩ mình có đáng chết không? Thình thịch, sát lang hoảng sợ, chán đầy mồ hôi, không ngừng dập đầu cầu xin, xin anh, xin anh. Xin anh tha cho, xin anh tha cho, tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa, tôi không biết là có anh ở đây, nếu như biết, tôi nhất định sẽ không dám tới đây mạo phạm. Tôi cầu xin anh tha cho tôi, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, cho dù phải chết muôn lần cũng quyết không từ lệnh của anh. Trong lúc nói, sát lang không ngừng đập mạnh đầu xuống đất, vang lên tiếng bịch bịch. Nhỏ tiếng thôi vợ con tôi vẫn còn đang ngủ đột nhiên tiêu chính văn lạnh lùng nói sát khí trong mắt tỏa ra tứ phía nếu như đánh thức khương vi nhan và na na dậy tiêu chính văn không ngại giết chết sát lang ở đây luôn lúc này sát lang cũng nghe rất rõ vợ con anh ta đợi đã khương vi nhan là vợ của anh ta thế không phải anh ta chính là tên tiêu chính văn lần trước sao lại chính là anh ta lần trước anh ta che giấu thực lực của mình quá đáng sợ cầu xin anh tha cho tôi sát lang nhỏ giọng cầu xin trong lòng tràn đầy khao khát được sống tiếp kể từ khi sát lang nhận nhiệm vụ hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này người trước mặt hắn chính là thần chết đến từ địa ngục tiêu chính văn cao mày suy nghĩ một chút rồi nói tha cho anh một mạng cũng được nhưng mà anh phải thay tôi làm một việc sát lang nghe thấy vậy như bắt được sợi dây cứu mạng vội vàng quỳ lại dập đầu nói xin anh cứ dặn dò nếu như là chuyện tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ dốc hết sức cho dù là nhảy vào biển lửa tôi cũng sẽ không trần chừ tiêu chính văn bật cười nói đừng đồng ý vội việc này có thể khiến anh chết đấy thình thịch sát lang nghe xong có chút do so dự nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại nói chỉ cần anh tha cho tôi cho dù là nhiệm vụ gì tôi cũng sẽ tiếp nhận Đúng vậy, nếu bây giờ không đồng ý thì hắn sẽ phải chết luôn. Rất tốt, Tiêu Chính Văn gật đầu mỉm cười, sau đó thì thào nói nhỏ, "Thay tôi đi nghe ngóng tin tức về một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, nếu như anh có thể sống sót trở về, sau này anh có thể ở lại bên cạnh tôi, giúp tôi làm việc." Bùm, câu nói này khiến Sát Lang lập tức kích động. Ở bên cạnh một người đàn ông có sức mạnh của một chiến thần cấp 4 sao, giúp anh ta làm việc đó chẳng phải là một cơ hội hiếm có sao vâng 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 ạ à, cảm ơn anh cảm ơn anh tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sát lang lập tức dập đầu xuống đất không ngờ rằng một lần suýt chết lại biến thành một cơ hội tốt tiêu chính văn lạnh lùng nói cút đi vâng sát lang đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi sân nhỏ cho đến khi rời khỏi sân nhỏ hắn mới dám ngẩng đầu lên ra khỏi sân nhỏ khắp người sát lang toàn là mồ hôi lạnh như thể vừa mới đi dầm mưa về. Quá đáng sợ, đây là nhiệm vụ đáng sợ nhất trong cuộc đời của sát lang. Mà lúc này, hắn cũng nhận được điện thoại của Đỗ Hạo Hiên, hắn nhấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của Đỗ Hạo Hiên, "Mắng, sát lang. Người tôi bảo anh mang về đâu? Sao vẫn chưa thấy? Anh đang làm cái mẹ gì thế?" Nghe thấy giọng nói của Đỗ Hạo Hiên, sát lang không kìm được ngọn lửa trong lòng lập tức gầm lên ngu xuẩn mày là một thằng ngu xuẩn đỗ hạo hiên ông đây không làm việc cho mày nữa nếu như mày dám gọi điện cho ông ông giết chết mày cạch cúp điện thoại sát lang thở dốc một hơi phê trước đây hắn đi theo đỗ hạo hiên luôn bị đỗ hạo hiên khống chế cảm giác bị kìm kẹp tuy nhiên bởi vì đỗ hạo hiên là thiếu gia của tập đoàn đỗ thị có ra thế kinh người, sát lang không dám cãi lại, cũng không dám phản kháng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn quyết định rời khỏi Đỗ Hạo Hiên. Đỗ Hạo Hiên ở đầu dây bên kia điện thoại cũng ngẩn ra, phẫn nộ đập vỡ điện thoại, hét lớn, "Sát Lang! Mày muốn chết à? Tiêu Chính Văn, anh Bạch, chúng mày đều phải chết, phải chết." Sáng sớm hôm sau, Tiêu chính văn dắt Nana đi mua đồ ăn sáng quay về thì nhìn thấy trong nhà có hai vị khách không mời mà tới. Từ phân và khương thần. Mới sáng ngày ra, hai người này đến đây làm gì? Hơn 10 phút trước. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không đồng ý đâu. Khương Vi Nhan tức giận đứng dậy, trong lòng rất chán ghét. Từ phân vội vàng hét lớn, con thật cứng đầu, sao mãi không chịu hiểu thế vậy? Tên tiêu chính văn đó có gì tốt chứ? Cậu ta có thể cho con cái gì, có thể cho Nana cái gì? Cậu ta là người có tiền có thế sao? Con cũng không suy nghĩ cẩn thận xem. Anh Bạch mang mặt nạ ở bữa tiệc tối qua tốt như vậy, đẹp trai anh Tuấn như vậy, khiến người khác thích mê. Mẹ chỉ là người ngoài, nhưng mẹ nhìn ra được ánh mắt anh Bạch đó nhìn con đầy yêu thương và chiều chuộng. Nghe lời mẹ, chỉ cần con đồng ý, lập tức ly hôn với Tiêu Chính Văn, mẹ nhất định sẽ tận dụng các mối quan hệ của mình để đi tìm anh Bạch tác thành cho hai đứa. Đến lúc đó, con sẽ là bà chủ của Sơn Trang Bạch Mã rồi, Sơn Trang trị giá mấy tỷ đấy, gấp 7, 8 lần tổng tài sản của nhà họ Khương chúng ta. Người đàn ông có tiền có quyền như vậy, không tìm ở đâu được đâu. Đúng đấy, chị à, mẹ nói rất đúng, anh Bạch đó là nhân vật được yêu thích nhất ở Tu Hà lúc này. Bây giờ, cả Tu Hà đều đang truyền tai nhau tên của anh Bạch, nói anh ấy là nhân vật lớn đến từ Long Kinh. Tuổi trẻ tài giỏi, có tiền có quyền, nếu như chị lấy anh Bạch, vậy thì nhà họ Khương chúng ta sẽ được nối gót vinh quang rồi." Khương Thần khuyên nhủ, nở nụ cười danh mãnh. Khương Vi Nhan cảm thấy hai người họ rất phiền, nói: "Hai người đừng nói nữa, con sẽ không đồng ý đâu." Tiêu Chính Văn là bố của Nana, chuyện này sẽ không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, con không hề thích anh Bạch, con cũng không quen biết anh ta. Con cũng không muốn quen biết anh ta. Bởi vì trong lòng con chỉ có tiêu chính văn thôi. Cót két, cửa bị đẩy ra. Tiêu chính văn ôm Nana na, trên tay cầm đồ ăn sáng, nở nụ cười bình thản trên môi bước vào. Nana na ở trong lòng của tiêu chính văn, vui vẻ vẫy tay với Khương Vi Nhan trong phòng khách, hét lớn, mẹ ơi, mẹ ơi, bố mua há cảo mà mẹ thích ăn nhất này. Khương Vi Nhan lập tức phớt lờ hai mẹ con Khương Thần và Từ Phân, cô đi tới, ôm Nana na vào trong lòng tuy nhiên bầu không khí trong nhà có gì đó không đúng. Tiêu chính văn đặt bữa sáng xuống, nhìn từ phân và khương thần đứng ở một bên, lạnh lùng hỏi hai người tới đây làm gì. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 12